Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập tá 11 Tiên bối trên người có băng thuộc tính dị bảo sao, cái này bảo khí trọng giác quang chỉ là phòng ngự uy năng có vẻ có chút lãng phí. Ta có thể vì cái này bảo khí trọng giác thêm một môn bảo khí thần thông. Từ phàm nói Đã ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không thể tiểu khí. Đầu đào báo lý khả là từ phàm Mỹ Đức. Bảo khí thần thông, Sơn Thần cả kinh nói, bảo khí thần thông kia thế nhưng là bảo khí bên trong cao cấp nhất khả năng có. Có thể vì bảo khí tăng thêm thần thông luyện khí sư, vậy đại biểu hắn cách luyện khí tông sư cũng không xa. Nếu như tiền bồi nếu như không có, quên đi. tôi phạm nói trực tiếp dùng khống chế linh lực bộ kia trọng giáp tại ngọn lửa màu xanh bên trong luyện chế. Có, những này được không? Sơn Thần vội vàng xuất ra mấy thứ bốc lên cực hàn chi khí dị bảo. Đây là tất cả ta có thể vào mắt băng thuộc tính dị bảo, từ đại sư người xem một chút được hay không? Sơn thần đối tử phàm xương hô cũng thay đổi, một vị sắc trở thành luyện khí tông sư luyện khí sư, đã đáng giá hắn bình đẳng đối đãi. Tử phàm nhìn mấy dạng này băng thuộc tính dị bảo, tiện tay cầm một cái băng thuộc tính nội đan, nội đan ngoại tầng có một cái tư hàn băng chi khí hình thành dao long hư ảnh tại vây quanh nội đan xoay tròn. Đây là ta chém giết một cái luyện hư kỳ băng dao nội đan, không biết rõ đại sư có thể vì ta trọng giác tăng thêm cái gì thần thông. Sơn thần lòng vừa ngày nói. Tại tu tiên giới, đến luyện hư kỳ về sau, sẽ phải tay chính chuẩn bị đạo khí, học mua hoặc mô học tìm chuẩn bị vật điệu tìm luyện khí tông sư luyện chế, đều nhất định muốn có, nếu không tại cung cấp bậc đối bính bên trong, tuyệt đối, không đấu lại có đạo khí một phương. Cho nên đồng dạng luyện hư kỳ tu sĩ khi nhìn đến luyện khí tông sư về sau, nhãn thần cũng lộ vẻ vô cùng nhiệt liệt, liền giống như hiện tại sơn thần sen từ phàm nhãn thần đồng dạng, cực băng chi vực, lúc người kích phát cái này trọng giáp uy năng lúc chung quanh đều sẽ hóa thành băng vực, đồng thời còn có long hồn mượn nhờ người hỏa linh hóa thân giao long, giúp ngươi cùng nhau đối kháng địch nhân. Từ Phạm nói, những năm này, theo từ phàm trưởng khống phủ văn tăng nhiều, một chút trước kia cảm giác đặc biệt khó khăn trận pháp, hiện tại cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Có thể có thể, kia đại sư vất vả. Sơn thần hướng về phía ôn hòa nói, đều là hẳn là, từ phàm cũng trở về đáp, vất vả cái gì còn không phải chỗ tốt đúng chỗ theo ngọn lửa màu xanh bên trong trọng giác mềm hóa từ phẩm bắt đầu tái tạo trọng giác ngoại hình chậm rãi tại cùng thiết mẫu vân tinh biến thành chất lỏng dung hợp từ phẩm xuất ra phù bút lấy thiên lân bột đá mạt làm mực bắt đầu ở trọng giác bên trên khắc quay từng đạo phù văn cũng đem kia giao long nội đan tại trọng giác tái tạo ngoại hình trước một khắc xem như hạch tâm khảm đến bảo hộ tâm giác về sau ba ngày về sau tại từ phẩm khắc họa xong phù văn một khắc cuối cùng một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đại danh đây là trọng bảo xuất thế dị tượng không nên kinh hoàng đây là bản tọa pháp bảo dị tượng bầu trời vang lên sơn thần thanh âm luyện chế xong trọng giáp từ phẩm tinh thần có chút hoài suy sụp liên tục khắc họa ba ngày phủ văn hắn cũng có chút chịu không được một khóa ích thần đan nuốt vào từ phẩm tinh thần mới tốt không ít đại sư vất vả sơn thần nói đưa lên một cái tủ chữ vật bên trong là sớm đã nói xong vạn tinh vẫn thiết cộng thêm 20 vạn linh thạch từ phẩm tiếp nhận đan dược đưa cho sơn thần một ngọc giản bên trong là có liên quan cái này bảo khí trọng giáp kỹ càng giới thiệu vãn bối tâm thần tiêu hao quá độ cáo lui trước đúng rồi quan hệ luyện chế trọng giác sự tình còn xin tiền bồi giữ bí mật từ phàm đi vãn bồi lễ nói ta minh bạch từ đại sư nghỉ ngơi thật tốt sơn thần gật đầu nói có rất nhiều luyện khí sư ưa thích điệu thấp không hy vọng quá nhiều người quấy dày từ phàm cầm sơn thần cho túi chữ và trở lại tự mình xây trong phòng nhỏ bố trí một đạo phù văn kết giới sau liền trên giường nặng nề ngủ thiếp đi lúc này người mặc kiểu mới bảo khí trọng giác sơn thần lòng tin tràn đầy đi tới cấm địa lối vào tê sơn tiểu hùng có dám hay không trở ra đánh với ta một trận thanh âm như lôi đình đồng dạng hướng về trong cấm địa truyền đi giống đại địa chấn động một cái thân dài năm trượng cự hùng đi ra ồ oh, nguyên lai like là cái này mới áo giáp đưa cho người dũng khí thanh âm đinh tài nhức gốc lốp một tia tàn nhẫn bớt nói nhảm gốc kia vạn xương cỏ mang theo à người linh thạch mang theo à cự hùng xuất ra một gốc bốc lên hàn xương cỏ nhỏ sân thần vung tay lên hai mươi vạn linh thạch tung bay ở trên bầu trời sau đó liền thu hồi lại tốt quy củ vẫn là như trước kia đồng giang nhận thua hoặc là chết Cự hùng thanh âm bắt đầu hưng phấn lên, đánh giết nhân tộc tu sĩ sau khi trở về có thể tìm tôn giả lính thưởng. Được, sơn thần nói xong, một cỗ cực hàn chi ý trong nhảy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, một cái có linh hoạt tạo thành giao long tại sơn thần chung quanh xoay quanh. Hôm nay người muốn chết, sơn thần trong mắt tràn đầy sát ý, những này yêu tộc đến một lần nhân giới, liền trực tiếp tàn sát 16 nước bách tính, tất chết ngàn vạn dặm, bọn hắn toàn bộ đều đáng chết. Ta chưa từng nói mạnh miệng, ta không giết được người, nhưng là người muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi là hợp thể đại năng à? cự hùng trào phung nói vậy liền thử một chút xem sao sơn thần sau lưng mười cầm pháp tường xuất hiện phối hợp cực hàn chi khí hóa thành mười cầm cực băng cự nhân hướng về phía cự hùng vọt tới là từ phàm tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai từ phàm đứng dậy đi tới phòng khách phát hiện từ nguyệt tiên cho mình chuẩn bị đồ ăn cùng sử dụng hỏa linh cháo chế trụ dự ẩm giữ tươi không tệ nguyệt tiên tay nghề càng ngày càng tốt từ phàm uống một ngụm cháo khích lệ nói mà từ nguyệt tiên lúc này có thể tại cầm một thanh dài đến 2 mét pháo thư ẩn tàng đến một cái không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong ngay tại tụ tập trong chiến trường yêu thú từ khi một ngày trước sơn thần đánh chết một đầu luyện hư kỳ đại yêu về sau toàn bộ khuyết thiên môn chỗ phụ trách cấm địa phòng tuyến xa vào đến yêu thú bạo động xung kích bên trong vô số nguyên anh kỳ trở xuống yêu thú bắt đầu xung kích khuyết thiên môn trận địa phòng tuyến ơm uhm. từ nguyệt tiên nhẹ nhàng bóc cò một cái pháp khí cấp bậc đạn vượt qua vạn mét trực tiếp đánh xuyên qua một cái trúc cơ kỳ thiết giác thủ xưng đầu Ừm. Uhm lại nhất thương giải quyết đang muốn từ trên trời không trung hướng phía dưới đánh giết tử vong ngốc ưng đây là từ nguyệt tiên lần thứ nhất sở thương là nàng tại vạn mét có hơn trực tiếp đánh chết một cái trúc cơ kỳ yêu thú về sau nàng liệt yêu loại cảm giác này cảm giác khẩu súng này chính là vì tự mình mà sinh Đôi pháo thư thuần thục nằm giữ về sau từ nguyệt tiên đổi lại bảo khí cấp bậc đạn băng đạn lần này nàng ngắm bên trong kim đan kỳ yêu thú ngay tại tiền tuyến chống cự yêu thú từ cương hai tay nhanh chóng kết pháp ấn một cỗ linh lực kinh người từ trên người hắn bắn ra nhưng bên cạnh trúc cơ kỳ thuật pháp danh tù sĩ vì thế mà choáng váng tân thủ đi đi lên liền ném đại chiêu phía sau gặp nguy hiểm thì làm sao vẫn được không có linh lực trực tiếp thổ lui đến phía sau dù sao có đại nhân trấn thủ thật từ trận chỉ có thể oán chính mình nhằm tường thác nước trên bầu trời xuất hiện nhan tương mây nhan tương như thác nước đồng dạng hướng về phía phía dưới yêu thú trực tiếp chút xuống trực tiếp phủ lên mấy trăm con trúc có kỳ yêu thú hình thành một mảnh nhan tương khu vực nhan tương sóng lớn từ cương hai tay lần nữa kết ấn một tầng nhan tương sóng lớn trực tiếp hướng về phía phía sau yêu thú vỗ tới lúc này giữa bầu trời phi điều yêu thú phát hiện không đúng phảng phát là thu được chỉ dẫn toàn bộ cũng hướng về phía từ cương vị trí nhau tới các loại thiên phú pháp thuật hướng về phía từ cương ném đi trong đó còn có một cái kim đan kỳ yêu thú Lúc này, một cái bảo khí cấp bậc đạn vượt qua vạn mét không gian, theo cái kia kim đan kỳ cự điểu yêu thú hốc mắt đi qua, trực tiếp nổ đầu. Mà từ cương trên tay mang theo tay chuỗi bên trong một quả thanh sắc chính là hạt châu tỏa sáng, hắn ngón tay phi điểu yêu thú hướng hắn đánh tới phương hướng, kích phát pháp thuật. Do lớn pháo, một cái không khí áp xúc đến cực hạn pháo không khí, tại phi điểu yêu thú trong đám nổ tung. Phi điều yêu thú toàn bộ bị chấn choáng, hướng về đại địa rơi xuống mà đi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập 82 Trấn Đại Danh Sơn Thần đang cùng một vị đạo bào thanh niên uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện quan chiến. Thời đại thay đổi sao, hiện tại tiểu bối cũng mạnh như vậy à. Sơn Thần thần thức thấy được vừa rồi một màn kia, hoàn toàn chính xác lợi hại. Đây là nhà kia tiểu bối, thật pháp uy lực như thế lớn, vẫn là thành thế hệ. Đạo bào thanh niên cũng nói, đến thời điểm hỏi một chút liền biết rõ, lại nói ngươi cái này vô sự không đến nhà tính tình, tới tin ta làm gì. Sơn Thần hỏi, vị này từ khi biết đến bây giờ, đều là một bộ lãnh đạo biểu lộ, giống như trên đời này đều thiếu nợ hẳn mấy vạn linh thạch nếu không phải cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu từng vào sinh ra tử cái này bằng hữu hắn cũng nộp không được ta nghĩ biết rõ ngươi ngày hôm qua cùng đại yêu giao thủ gian kia bảo khí trọng giáp là ai giúp ngươi luyện chế đạo bào thanh niên trong mắt lóe lên một tia thần thái hắn chấn thủ số 6 đại danh ngày hôm qua cuộc chiến đấu hắn thông qua thần thức nhìn từ đầu tới đuôi người lão hữu này đến không có bao nhiêu tiến bộ cuối cùng có thể đánh giết cái kia yêu thú tất cả đều dựa vào món kia mang theo bảo khí thần thông trọng giáp thế nào coi trọng giúp ta luyện chế trọng giáp luyện khí sư ha ha ta không nói cho ngươi. Sơn thần vừa cười vừa nói, cung vị này băng mặt đùa diễn một chút cũng là sơn thần yêu thích một trong. Cần luyện chế đạo khí vật liệu ta cũng chuẩn bị xong, hiện tại liền thiếu một tên luyện khí tông sư. Đạo bào thanh niên từ tốn nói, ngươi đây liền tham, ngươi không phải đã tại bách luyện trưởng lão nơi đó xếp hàng trên sao. Sơn thần ngữ khí có chút đoán niệm, con hàng này sắp xếp hào so với hắn buổi sáng 200 năm. Đạo khí chỉ có thể có một cái à. Đạo bào thanh niên vẫn là như thế lạnh nhạt, ta dựa vào, tới cầu ta tra hỏi, ngươi còn oán giận ta. Vị kia đại sư vẫn chưa tới tông sư, ngươi hỏi cũng hỏi không phắc, lại nói ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi tại tu vi, về mặt chiến lực đè ép ta nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta còn có thể lại để cho ngươi đè ép. Không cửa, Sơn Thần nhìn chằm chằm đạo bào thanh niên nói, ngươi biết rõ lạc linh sư muội gần nhất thích gì à? Đạo bào thanh niên ngữ khí không có vì Sơn Thần nói lời mà biến động, lạc linh sư muội thích gì? Sơn Thần trong né mắt tinh thần, không nói cho ngươi, đạo bào thanh niên trong mắt lóe lên mỉm cười. Đại sư ưa thích điệu thấp, ta cần hỏi một cái, hiện tại đại sư vẫn là luyện khí sư mà không phải tông sư. Sơn thần nói, đối với hắn mà nói, thấm nhất không sánh bằng lạc linh sư muội. Tốt, ta chờ được. Lạc linh sư muội gần nhất muốn đi thải vân tiên thành ngộ đạo, đáng tiếc không ai làm bạn, chỉ có thể không giải quyết được gì. Đạo bào thanh niên mới vừa nói xong, sơn thần liền biến mất tại nguyên chỗ. Ta đi hướng tôn giả xin thay ca, người trước giúp ta xem một cái, có chiến hạm chấn thủ không ra được nhiễu loạn. Sơn thần thanh âm trên không trung phiêu đãng ai si tình người à đạo bào thanh niên thở dài một tiếng liền biến mất ở tại chỗ từ phàm sau khi đi ra khỏi phòng liền cảm nhận được cấm địa phòng tuyến chuyển tới nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi ta là bỏ lỡ cái gì à từ phàm hướng về phòng tuyến đi đến mặc dù biết mình đồ đệ không có gì đáng ngại nhưng chính là muốn đi xem đi vào phòng tuyến chỗ cái gặp 30 mươi dặm vùng hòa hoán đã sớm bị máu nhuộm đỏ còn có đại lượng yêu thú thi thể đang bị tu sĩ thu hoạch nhãn thần dạo qua một vòng về sau từ phàm liền phát hiện hai huynh muội này thân ảnh đến cần xem xét bọn hắn tại vây quanh một cái cự đàn thương lượng cái gì buổi tối hôm nay ăn bánh sinh nhật à Từ phạm đi vào nói đùa nói sư phụ hai người ân cần thăm hỏi nói sư phụ nhóm chúng ta đang nghiên cứu đây là cái gì trứng muốn hay không trở về ấp ra cho tiểu hoa làm bạn từ nguyệt tiên nhìn xem cái này màu hồng trứng nói nấu đi không có bao nhiêu giá trị đây là khai thác hồ nương trứng tối cao cũng chính là cái kim đan kỳ mà lại dáng dấp cũng rất xấu từ phàm nắc đầu nói đối với không có việc gì liền thích xen tạp thư hẳn tới nói cái này chứng nhìn một chút liền biết rõ là cái gì đồ vật đáng tiếc cái này chứng là tại một kim đan kỳ yêu tộc không cốt bên trong phát hiện từ nguyệt tiền tiếc nổi nói lúc này từ phàm đột nhiên nghĩ đến liên quan tới thượng cổ phù văn sự tình tại thời kỳ thượng cổ yêu tộc cũng là có luyện khí sư tồn tại chỉ là cách gọi khác biệt Kết thời điểm yêu tộc nằm giữ lấy một bộ hoàn chỉnh phù văn hệ thống nghe nói còn có trọng bảo chuyên môn gánh chịu phù văn ý chí lấy cung cấp hậu đại học tập từ khi nhân tộc quật khởi sau loại này thành thể hệ phù văn liền đoạn mất hậu kỳ nhân tộc luyện khí sư nắm trong tay phù văn cũng không được hệ thống hơn phân nửa vẫn là tại thiên nhiên hình thành dị bảo bên trong phát hiện về sau giết chết yêu tộc sau nhìn nhiều xem có hay không liên quan tới phù văn bảo bối từ phàm phân phỏ nói nếu của như thật có thể lấy được yêu tộc phù văn nói không chừng tự mình luyện khí một đạn năng đại cất bước một cái minh bạch trận này đại chiến sao toàn bộ thiên khuyết cánh cửa phòng tuyến xa vào đến bình tĩnh bên trong chỉ là ngẫu nhiên có thể rất nghe được khuyết thiên môn bên ngoài phòng tuyến xảy ra chiến đấu Tư Phàm cũng tiến vào cả ớt muối thời gian, thường ngày ngay tại luyện khí khu vực giúp người khác xem một chút pháp bảo, thuận tiện cùng kia ba vị lúc trước tới luyện khí sư uống chút trà tâm sự. Hắn lê điểm lành, cái này vừa không có bản lãnh luyện khí sư liền vượt yếu khoác lác, động bất động liền nghĩ nếu như luyện chế đỉnh cấp bảo khí, như luyện chế đạo khí cái gì. Từ sư đè, ngươi nói ta cái này cứu hỏa thiên long trào tưởng tượng thế nào, về sau ta liền dùng cái này cứu hỏa thiên long chảo chứng đạo luyện khí tông sư. Một vị trung niên ăn mặc đầy mỡ luyện khí sư hưng phần nói, ngươi cứu hỏa thiên long chảo tính là cái gì chứ? Tiểu từ, ta phá hồn long thương kia mới lợi hại một vị cao gầy trúc cơ kỳ luyện khí sư nói hai người các người thiết tưởng đạo khí đều là rác rời ta cửu long vực mới là lợi hại nhất từ phàm nhìn xem cái này ba cái chiến miệng luyện khí sư rất là im lặng cái này ba cái luyện khí sư phàm là có một cái có thể trưởng khống phủ văn vượt qua 200 cái coi như hắn thua luyện chế nhất sai bảo khí cũng miễn cưỡng bất quá duy nhất tốt một điểm chính là hắn cũng có thể vui vẻ chém gió nhỏ cách cục nhỏ ba vị sư huynh mục tiêu phòng tới đạo khí bên trên có điểm khuất tài luyện chế tiên khí chứng đạo phi thăng đó mới là ba vị sư huynh cực hạ từ phàm vẻ mặt thanh thật nói đến chư vị tiền bối tới nghe một chút ta cái này chảm yêu tiên kiếm suy nghĩ như thế nào giao lưu không giao chảy vui vẻ trọng yếu nhất cứ như vậy nói chuyện phiếm khoác lác về sau hơn 10 ngày sau từ phàm nhận được cái kia xa điêu sư huynh tin tức luyện khí tông sư rốt cuộc đã đến chuẩn bị tại thứ hai thứ tư thứ sáu đại danh luyện chế cũng bắc ngũ hành cử pháo Nhận được tin tức về sau, Từ Phàm nhìn xem khoác lác ba người nói một tiếng có việc, liền đi ra ngoài tế gia linh phong thuyền hướng về số hai đại danh bay đi. Vừa đến số hai đại danh, Từ Phàm liền gặp được Sa Điêu cùng sư phụ hắn, còn có kia chúng tinh phủ nguyện luyện khí tông sư. Sa Điêu nhìn thấy Từ Phàm về sau, màu đen Từ Phàm gọi vào bên người. Lần này sư phụ ngươi không phải nhân vật chính. Từ Phàm nghi ngờ truyền âm nói, tu tiên giả, thanh âm tại tiểu cũng có thể nghe thấy, cho nên truyền âm tốt nhất sư phụ ta không tinh thông loại này đạo khí sa điêu mang theo tử phàm đi theo đám người sau lưng truyền âm nói vậy vị này luyện khí tông sư tiền bối lai lịch gì ta xem sư phụ người cũng không có hắn được hoan nghênh tử phàm hỏi đây là chúng ta tượng châu đệ nhất luyện khí tông sư sơn nhạc tiền bối tấn cấp đến đại tông sư cũng chỉ là vấn đề thời gian bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập 83, mươi tử phàm cùng sa điêu yên lặng đi theo bọn này luyện khí các đại lão sau lưng mọi người tại một chỗ giữa đất chống dừng lại đây là trước đó giữ lưu thiết lập ngũ hành cự pháo địa phương Sa sư huynh, cái này ngũ hành cự pháo có thể có bao nhiêu lợi hại? Từ Phạm nhìn xem đông đảo luyện khí đại lão đang thương lượng luyện chế cự pháo phân công lúc, thừa cơ truyền âm thanh, Bi lực sao? Đại khái so chúng ta trên chiến hạm phó pháo uy lực còn một lớn hơn một chút, bởi vì số lượng nhiều, hợp lại có thể trọng thương đại thừa kỳ yêu tôn. Nghe được Sa sư huynh, Tư Phạm cảm giác hơi yếu từ sư đệ không muốn cảm giác loại này ngũ hành đại pháo yếu bởi vì ngươi là trước tại cái này trước đó gặp qua trên chiến hạm cử pháo người cũng biết rõ trung tâm đại lục thiên luyện tông là toàn bộ tu tiên giới luyện khí lợi hại nhất môn phái ngũ hành cự pháo có thể so sánh trên chiến hạm phó pháo mạnh hơn mấy phần đã phi thường lợi hại xa điều hướng về phía từ phàm truyền âm thanh mê mờ ân xa sư huynh nói ta cũng minh bạch lúc này ở đây hết thầy ba vị luyện khí tông sư cùng sáu vị đỉnh tiêm luyện khí sư bắt đầu xuất ra đã ra công tốt bán thành phẩm bắt đầu tại chỗ khắc lục phù văn một thời gian các loại hỏa linh xuất hiện từ phản đối luyện khí nhận biết cùng đối với hiện tại công nghiệp cách nhìn là nhất trí khác biệt duy nhất hiện tại công nghiệp xem chính là trình thể mà tại tu tiên giới xem chính là cái người hoặc là một cái tiểu đoàn thể một cái pháp bảo tốt xấu cần tổng hợp xem không chỉ riêng lấy vật liệu cao cấp hay không mà tính linh quáng rèn luyện trình độ cùng phù văn phát trận kết hợp khắc họa phù văn ở giữa chính xác cùng phù văn thuộc tính cùng linh quáng chất liệu kết hợp liền theo phù văn khắc họa tôi nói trước mắt mấy vị này luyện khí đại lão liền giống như cao cấp mấy cái kia luyện khí sư đỉnh phong cấp bậc đại lão chính là bảy cấp bậc kia ba vị tông sư cấp bậc chính là năm cấp hiện tại tư phạm cấp bậc chỉ là trên lý luận năm bởi vì phần cứng chỉ có 10 trình độ theo đông đảo luyện khí đại lão bắt đầu khắc họa phù văn chung quanh đứng ngoài quan sát tiểu bối luyện khí sư cũng tiến vào một cái cung nhiệt trạng thái phẳng phất xem một cái tạo vật chủ sáng tạo thế giới mới mà tư phạm thì là xem kia ba vị luyện khí tông sư khắc họa phù văn độ chính xác không hổ tông sư chỉ danh lấy phù văn sắp xếp cùng độ chính xác cũng cùng những này bán thành phẩm có 98% trở lên độ phù hợp từ phàm sợ hãi thán phục, mình muốn đến loại trình độ này ít nhất cũng phải đến chút cơ kỳ. Theo từ phàm sen xâm nhập, hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái, tỉnh lại lần nữa, thứ một tòa ngũ hành cự pháo đã thành lập hoàn thành. Từ phàm nhìn xem cái này một tòa mang theo huyền huyễn sắc thái cự pháo hơi xúc động, kỳ thật liền văn minh trình độ mà nói. Tu tiên thế giới có chút địa phương không có chút nào thua ở hiện đại thế giới. Từ sư đệ, môn này ngũ hành pháo hiện tại đã cầm dễ hư không, về sau thật sự có đại yêu vọt tới nơi này muốn hủy hỏng ngũ hành cự pháo. Vậy hắn chỉ có phá vỡ nơi này không gian bình thường mới có thể. Sa Diêu cùng Từ Phạm giới thiệu nói, đây là ngũ hành cự phá một điểm sáng lớn, có thể trốn vào thứ nguyên không gian. Hắn sức giật cũng là phóng thích đến trong hư không à? Từ Phạm hỏi, anh, Từ sư đệ nói tá lực đi, đương nhiên là phóng thích đến hư không, bằng không lại cưng rắn vật liệu cũng chịu không được cái này to lớn tá lực. Từ Phạm gật đầu, hắn còn muốn lấy kia luyện khí tông sư sẽ dùng phương thức gì xử lý tá lực? Nguyên lai like so với mình tưởng tượng cao cấp hơn. Từ sư đệ còn đi với ta nhìn xem một trận à? Sa Diêu hỏi, hắn xem tự mình vị này thiên tài tiểu sư đệ, hứng thú không phải rất lớn. Sa sư huynh đi thôi, vừa rồi quan sát trong lòng hơi có cảm ngộ, muốn trở về tham mộ một phen. Tư phản nói, tuyệt cao nữa là tư chính là như thế tùy hứng, xem một lần liền sẽ. Kia tốt, từ sư đệ về trước đi tham mộ à, ta đi xem trận tiếp theo, nếu có ngoại ý muốn tình huống, ta sẽ thông báo cho từ sư đệ. Sa điêu nói, trong lòng thì là bắt đầu hâm mộ lên từ phàm đến. Vừa rồi quan sát hắn chỉ là học được một chút ra lông, thiên tư khác biệt liền giống như học bá cùng học cận bã nghe lão sư giảng bài học bá nghe được là một dấu cộng một dấu bằng hai học bá gật gật đầu cái này rất đơn giản mà học cận bã thì là nghe được là éo hiểu học cận bã tư phàm lái linh phong thuyền nhanh chóng về tới tự mình làm việc cương vị so sánh xem đại lão luyện chế cự pháo còn không bằng đi theo mấy vị tranh luận phải trái luyện khí đại tông sư cùng nhau đùa diễn tới tự tại mới vừa vào phòng tư phàm liền nghe đến cái này ba vị đại lão đang kịch liệt thảo luận nghe một hồi từ phàm kém chút không nín được muốn cười ra trải qua lần trước từ phàm đề nghị sau cái này ba vị đại lão đã đem tranh luận phải trái cấp bậc tăng lên tới tiên khí tiêu chuẩn ba vị tiền bối tới 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 nghe một cái ta cái này tiên khí trấn sơn ấn suy nghĩ như thế nào từ phàm cười gia nhập vào chiến đoàn cứ như vậy một tháng vui vẻ thời gian chảy qua cái này một ngày từ phàm thông tin pháp khí nhận được tin tức nói là tự mình tại số năm đại danh đảm nhiệm luyện khí sư thời gian đã kết thúc có thể tự hành trở lại khuyết thiên môn nếu như không nguyện ý còn có thể năm người nguyệt về sau dựng tông môn chiến hạm trở về cũng có thể ta dựa vào không ăn bài trở về ngươi để cho ta làm sao trở về nơi đây đừng nhìn chiến hạm theo khuyết thiên môn đến nơi đây chỉ cần 3 ngày thế giới đổi lại từ phản tốc độ bay 3 tháng cũng quá sức có thể trở về tông môn quản chi nửa đường có truyền tống trận cũng cần hơn một tháng thời gian nơi này cựu ly khuyết thiên môn đâu chỉ ngàn vạn dặm nhiệm kỳ kết thúc từ phàm tiến vào tự do trạng thái, mà lúc này cấm địa phòng tuyến đại danh đã hóa thành một mảnh tu tiên phồn thịnh chi địa. Ba ngàn dặm cấm địa phòng tuyến, hội tụ tiên thành 60 tòa, tu tiên chi sĩ không dưới ngàn vạn. Như thế một mảng lớn thị trường bị những cái kia cỡ lớn thương hội chỉ dùng ngắn ngủi năm ngày thời gian liền toàn bộ chiếm lĩnh. Còn lại tiểu thương sẽ chỉ có thể uống ít canh. Từ phàm đi tại cái này phồn hoa trên đường phố, dòng người như dệt, trên bầu trời cũng thế, hiện tại nơi này tất cả đều là đủ loại cửa hàng, thậm chí một chút bất chính không tà môn phái ở chỗ này mở lên tinh bột tầng. không phấn trước lầu bên cạnh đừng đầy mấy vị da trắng mỹ mạo giai nhân ngay tại ôm khách. Công tử, lưu lại uống chén trà như thế nào? Công tử, ta chỗ này có một cái trọng bảo có muốn hay không kiến thức một cái? Ta tu hành gặp được minh cảnh, công tử có thể chỉ điểm ta một chút không? Anh anh yên yến thanh âm, nhưng từ phàm bước chân chậm lại, hắn chủ yếu muốn nhìn một chút có thể hay không thật sự có kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu tu sĩ bị kéo vào đi. Lúc này, Từ Phạm nghe được một cái thanh âm quen thuộc, "Đi ra, sư phụ ta nói qua, các người nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta thi pháp tốc độ, các người đi ra, lại quân lấy ta, ta liền không khách khí." Thanh âm rất là nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Từ Phạm nghe được tự mình ái đồ thanh âm về sau, trực tiếp biến mất tại cái này phồn hoa đường đi bên trong, hạ quyết tâm, sau khi trở về cho hắn trên một tiết khóa, như thế nào cùng nữ tu sĩ ở chung. Ban đêm, sư đồ ba người cùng một chỗ ăn cơm, tư phàm chính nhìn xem đồ đệ cái này một thân tổn thương nói ra. Chuyện gì xảy ra? Một vị nữ tu sĩ, nhất định phải đem ta kéo đến một cái màu hồng trong tiểu lâu. Bên trong đều là nữ nhân có cái gì tốt đi, thế là ta liền phản kháng. Càng về sau, không biết rõ câu nói kia chọc giận nàng nhóm, cho nên liền lên lôi đài. Đến trên lôi đài về sau, ta liên chiến 48 vị trúc cơ nữ tu, một trận không có thua, không có cho sư phụ mất mặt. Từ cương hàm hàm nói, ngày thứ hai, số năm đại danh, lên truyền ra một tin tức, một vị trúc cơ kỳ biến thái nam tu chuyên môn ưa thích đánh nữ nhân bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập 84 sáng sớm ngày thứ hai từ cương đi ra ngoài thời điểm bị từ phàm gọi lại đây là dịch dung mặt nạ không có hồi trở lại tông môn trước ngươi liền mang theo hắn không có ta cho phép ngươi không thể lấy sùng sùng tới còn có nguyệt tiên ngươi về sau lúc rảnh rỗi thời điểm dạy dỗ ngươi đại ca từ phàm hiện tại hối hận nói với từ cương ra câu nói kia kết quả hơi bất lưu thần tự mình vị này đệ đồ đệ cũng nhanh tiến hòa đến hợp kim ta tân cấp bậc từ Nguyệt Tiên ở một bên là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu thị nàng đã bỏ đi đối với hắn đại ca phương diện này giáo dục. Đồ đệ sau khi đi, Tư Phạm dự định tiếp tục đi dạo mày hôm qua không có đi dạo xong đường phố. Tư Phạm mới đi dạo đến một nửa, lên gặp được một vị người quen biết cũ. Bằng phúc ngay tại mặt mày ủ rũ ngồi tại một ba tầng lầu nhỏ cửa ra vào, đầy giấy phiền muộn, một bộ thua lỗ mấy trăm vạn biểu lộ. Tha hương mộ cố chi, từ phàm cưới đi vào bảng phúc cửa hàng nhỏ, kết quả cái gì cũng không, chỉ có đơn giản nhất thu mua nghiệp vụ, cái này xem xét liền không có sinh ý. Nhìn thấy từ phàm, bảng phúc trên mặt u ám quét sạch xanh xanh, phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Từ đại sư, ngươi cần phải mau cứu ta. Bảng phúc xem từ phàm giống như xem thân nhân, ngươi cái này thương đạo đại tài có vẻ như gặp gỡ chút vấn đề. Từ phàm nói, ai, không nghĩ tới lần thứ nhất trực diện tông môn bên ngoài đại thương hội sẽ bại thảm như vậy. Bảng phúc thở dài nói không có cầm tới một tay tin tức đến về sau phát hiện nơi này tất cả thị trường đều đã bị người chia cắt vô luận là thu mua giá cả vẫn là thương phẩm xuất thủ giá cả cũng không sánh bằng những cái kia đại thương hội hiện tại ta tính đi tính lại liền không minh bạch bọn hắn là như thế nào kiếm tiền nếu quả như thật là trước tiên đánh ép tiểu thương sẽ vậy được vốn cũng quá lớn lúc này bằng phúc có vẻ rất phiền muộn từ phàm nghe bằng phúc loáng thoáng cảm giác tự mình biết một chút ngươi cái gì nhưng lại nói không lên đây khiêm thấy trong thấy ngươi trên thương đạo kinh ngạc ngươi liền không thể chuyển hóa một cái tư duy đã không có thị trường, ngươi liền tự mình khai phát ra một mảnh trống không thị trường không được. Tô Phàm vừa cười vừa nói, hắn đối trên buôn bán đạo đạo chưa quen thuộc, càng sẽ không mò mẫm chỉ điểm, nhưng là ra một cái kiếm tiền ý tưởng vẫn là có thể, không thể bạch đài lấy người xuyên việt danh hiệu, tự mình khai phát ra một mảnh thị trường. Bàng Phúc có một chút hiểu ra, ta chỗ này đến có cái ý tưởng hay, ngươi có muốn hay không nghe? Tô Phàm khóe miệng nhếch lên, là thời điểm để ngươi trấn kinh một thanh. Đương nhiên muốn nghe, Bàng Phúc cao hứng nói, tại trong tông môn, hắn lớn nhất thường thù chính là cùng tử phàm nói chuyện phiếm bởi vì hắn phát hiện mỗi lần cùng vị này từ đại sư trò chuyện ngày đều đối với hắn có rất lớn dẫn dắt còn có một số thương đạo trên đạo lý hắn nghe cũng chưa từng nghe qua ngươi muốn kiếm một bút lớn vẫn là nhỏ kiếm nơi một đi tử phàm hỏi đương nhiên là một bút lớn ngươi có một ngàn vạn linh thạch tử phàm lại hỏi có từ đại sư nói thẳng là được sau khi chuyện thành công tất có chỗ tốt bằng phúc chắp tay nói tốt vậy ta liền nói ngắn gọn tại cái này ba ngàn dặm phòng tuyến hội tụ không dưới ngàn vạn tu sĩ cái này ba ngàn dặm ngươi biết rõ ý vị như thế nào à từ Phạm hít mắt nói từ đại sư ngươi cũng đừng thừa nước độc thả câu bàng phúc sốt ruột nói tại cái này ba ngàn dặm phòng tuyến ngươi chỉ cần tốn hao không đến 400 trăm vạn linh thạch liền có thể hình thành một đạo từ pháp bảo kết nối mạng lưới tin tức đang tính trên một cái bảo khí cấp bậc xử lý sen trường trung tâm cũng hết thầy mới không đến sáu trăm vạn linh thạch còn có từ Phạm xuất ra một khối bình thường nhất linh sắc trực tiếp trên không trung luyện hóa ra một cái điện thoại di động hình dạng pháp khí bên trên chỉ có ba cái phù văn tội linh phù văn quang ảnh phù văn đưa tin phù văn luyện chế một cái loại này đồ chơi nhỏ chi phí không đến hai mai linh thạch nó có thể tiếp nhận tổng bộ tin tức cùng hư ảnh hình ảnh hướng tổng bộ phát tin tức Báng phúc đột nhiên đứng lên sắc mặt đỏ bừng phảng phất như gặp phải nhân sinh ngã tư đường hắn đột nhiên hướng về phía tử phàm cúi đầu nói ra tạ từ đại sư là ta chỉ điểm sai lầm ngươi là ta cả đời chi sư tử Phạm phen này chỉ điểm như hắn hiểu nhưng hắn triệt để hiểu một cái hoàn toàn mới thương nghiệp khái niệm xuất hiện trong lòng hắn giờ khắc này hắn phảng phất nắm giữ thương đạo chân lý từ đại sư nguy chờ trong vòng 5 năm ta chỉ ít vì từ đại sư dâng lên ngàn vạn linh thạch nói xong bảng phúc liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về khuyết thiên môn ở chỗ này tổng bộ vọt tới hắn muốn đi gặp khuyết thiên môn ở chỗ này trấn thủ đại năng tù sĩ cuộc mua bán này quá lớn một mình hắn nuốt không nổi ai, cái này hiểu. Từ Phạm kính dị nói, hắn phía sau còn có thật nhiều lời nói không có nói, lại nói con hàng này trần kinh, dung động biểu lộ còn chưa tới vị, sao có thể hiểu? Không viên mãn, không bồi trơn, không có đạt tới ta muốn hiệu quả. Từ Phạm thất vọng nói, nói tóm lại, cái này bút không có chứa vào vị. Từ Phạm tiếp tục dạo phố, thỉnh thoảng mua chút linh thực nếm thử, giữa trưa lại là tại một chỗ rượu loại giải quyết cơm trưa. Không thể nhàn dối, dưới khoan làm vốn ban đầu được chưa? Từ Phạm mỹ đến cái kia mấy cái trong bàn tay nông trường còn có một nhóm linh dược không có giải quyết, hắn quyết định mở một gian chuyên môn bán linh đan cửa nhỏ cửa hàng đến đuổi nhàm chán thời gian. Ban ngày luyện một chút đan, bán một chút linh đan, ban đêm nghiên cứu phủ văn luyện khí một đạo, thuận tiện điều chỉnh thử một cái khô lỗ chi tâm cứ như vậy nửa tháng trôi qua, từ phàm cửa hàng nhỏ mỗi ngày sinh ý cũng rất tốt, linh đang có chút cung không đủ cầu. một ngày buổi sáng, từ phàm tại trong tiểu điếm dạy bảo vô sự từ nguyệt tiên, một cái tiểu nhi ăn mặc kiểu luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đi tới từ phàm mặt tiền cửa hàng bên trong. chủ cửa hàng, đây là thông tin qua ảnh pháp khí, là nhóm chúng ta thương hội miễn phí đưa cho ngươi. luyện khí tiểu tu sĩ chuyện này phẳng phất đã làm qua mất trăm lần, đem cái này pháp khí kỹ càng cho từ phàm giới thiệu một phen. tốt, ta biết rõ. Tiểu tu sĩ sau khi đi, Từ Nguyệt Tiên cầm lấy cái này điện thoại pháp khí bắt đầu loay hoay, cái một chút thời gian, Từ Nguyệt Tiên vô cùng đáng thương nhìn xem Từ Phạm nói ra, "Sư phụ, ta mua mấy món pháp khí đầu trắng sức, một hồi đưa tới thời điểm, ngươi có thể giúp ta cho người kia linh thạch à?" Từ Phàm sững sờ, cái này mẹ hắn ngộ cũng quá hoàn toàn đi, trực tiếp theo quảng cáo này tới kinh doanh. Về sau một hiểu, đây là một nữ tử môn phái đại thương hội làm quảng cáo, chỉ bắt quá có thể đưa hàng tới cửa thôi. Ngươi đen đổ chơi kia cho ta, ta xem một chút. Từ phàm hướng về phía Từ Nguyệt Tiên nói, cái gặp Từ Nguyệt Tiên lưu luyến không rời theo một màn sáng bên trong đem con mắt dịch chuyển khói, màn sáng bên trên có nữ tử đủ loại đồ trang sức pháp khí. Cổ nhiên, thế giới kia nữ nhân đều đồng dạo, ngươi đi đi dạo phố, đoán chừng có người đưa cái đồ chơi này, dù cho bán cũng không quý. Từ phàm tiếp nhận điện thoại kia bộ dáng pháp khí nói, cũng tiện tay cho Từ Nguyệt Tiên một túi chữ vật, bên trong có 10 vạn linh thạch, không biết rõ vì cái gì, hai huynh muội này chưa từng có hướng Từ phàm muốn qua linh thạch, dù cho cho linh thạch phía sau cũng sẽ phóng tới dùng chung trong bảo khố quần áo trên người cũng đều là tử phàm cho bọn hắn luyện chế pháp bảo bên trong có mười vạn linh thạch đi mua một ít tự mình ưa thích đồ vật con cung ta một linh thạch trong bảo khố đặt vào hơn một trăm vạn linh thạch các người cũng không biết rõ cầm có phải hay không ngốc tử phàm khiển trách ta biết rõ sư phụ từ nguyệt tiên hít mắt nói giống như một cái mới vừa đạt được lẻ tiêu tiền lại bị phụ thân mượn cơ hội gian dạy một phen tiểu nữ nhi bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập tám mươi lăm ngươi cái này tiên học tiềm lực tối đa cũng chính là cái trúc cơ kỳ nếu không chúng ta, Tư Phàm Thần Bí nói, thế nào, từ Đại Ca có có thể tăng lên nó tiềm lực phương pháp? Vương Vũ Luân kinh hỉ nói, chúng ta nấu nó thế nào? Nghe xong Vương Vũ Luân về sau, từ Phàm liếc mắt, một cái tiên hạc có cái gì tốt tăng lên, kia có nồi sắt hầm lớn nga thơm. từ Đại Ca vì sao tàn nhẫn như vậy? Nó thế nhưng là chứng kiến ta cùng thiến nhi tình cảm. Vương Vũ Luân nói, nhìn xem từ Phàm ý động nhãn thần, hắn quyết định đi thời điểm mang đi tiên hạc mẹ nó chính là bởi vì có cái này tiên hạc mới khiến cho thức ăn cho chó của các người vung đặc biệt sung mãn mà lại lượng lại chân ta chính là thuận miệng nói người không nguyện ý coi như xong tư phạm nói cho vương vũ luân cầm một bộ đại bổ đan dược minh vương đoán thể đan huệ linh đan cố hồn đan ngươi nhị phẩm trúc cơ nội tình không tốt những này linh đan cho ngươi bồi bổ đem miệng khí không có đánh tốt nội tình bù lại Tư phàm độ ra gì đồng dạng mỉm cười, trước sữa một đợt nhỏ bé. Những này linh đan đều là tử phàm theo linh dịch bí cảnh thu thập hơn ngàn năm linh dược luyện chế, đối với chúc cô tu sĩ cố bản bồi nguyên có rất cao tăng lên. Từ đại ca, người đây là... Vương Vũ Luân nói, cảm giác quen thuộc lại tới, mỗi qua một đoạn thời gian hắn vị này tốt đại ca kiểu gì cũng sẽ cho một đợt chỗ tốt, hơn nữa còn là không cầu hồi báo loại kia. Theo thời gian rời đổi, Vương Vũ Luân có chút không phải rất tốt sự cảm, hắn đã nghe qua tu tiên giới một chút kỳ kỳ quái quái bí văn, nghe nói có chút tà tu ưa thích không có việc gì chính là quan tâm người vạn nhất về sau người căn cờ đánh không tốt về sau không thể phi thăng làm sao bây giờ ta tại tiên giới không có người người huynh đệ này chẳng phải là rất tịch mịch nói từ phàm lại lấy ra mấy món bảo khí đều là kia phù văn tấm sát khảo nghiệm cần bảo khí bây giờ khảo hạch đã qua những này bảo khí đã dùng không lên vừa vặn trong đò mấy món rất thích hợp vương vũ luân đều là phòng ngự cùng chạy chối chết bảo khí cái này đồ vật chê ít hào hảo còn sống từ phàm thân tình nói đã rất lâu không có sữa ra bạo kích hy vọng lần này đừng cho hắn thất vọng vương vũ luân nhìn xem linh đan cùng kia mấy món bảo khí rơi vào trầm tư có một cái nam nhân một mực đối với mình đặc biệt tốt làm sao bây giờ mấu chốt mình đã có ra thất lúc này vương vũ luân đột nhiên sững sờ hướng về phía từ phàm khẩn trương nói ra "Tư đại ca là biết rõ ta gần nhất muốn đi chấp hành nhiệm vụ à vương vũ luân trong nẻ mắt khẩn trương lên nhiệm vụ lần này có thể hay không lần nữa xảy ra chuyện á à? đừng nghĩ nhiều như vậy còn sống trở về là được từ phàm nghe được vương vũ luân muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc trong ngày mắt nhãn tình sáng lên tự mình cái này hảo huynh đệ mỗi lần ra ngoài cũng có kinh hỉ được vương vỗ luôn tâm sự nặng này đi trước khi đi vẫn không quên đem tiên hạ cưới đi nhìn xem hảo huynh đệ bóng lưng từ phần thở dài một hơi nói ra nối sắt sen ra là dùng không lên lúc này một kiếm khí tiếng long âm vang lên một bài khí thế băng bạc bi game vang lên cái gặp huyễn cảnh phòng bên trong vương hướng trì nghị đứng ở trong huyễn trận tâm hai mắt nhắm nghiền quanh thân phong lôi kiềm khí vần quanh phảng phất tại trải qua một trận sinh tử đại chiến Tử phàm đi vào huyễn cảnh phòng, một ngón tay sờ nhẹ huyễn trận, một ngày mắt tử phàm cũng tiến vào linh hồn huyễn cảnh thế giới bên trong. Linh hồn huyễn cảnh thế giới bên trong, vương hướng trì lâm vào khổ chiến, có sao cái tốc độ hình mèo loại yêu thú một mực tại vây quanh vương hướng trì tiến công. Trung quanh tràn đầy mèo loại yêu thú tàn ảnh, chỉ cần vương hướng trì lộ ra sơ hở, bọn hắn liền sẽ ùa lên lúc đầu đã không tiếp tục kiên trì được vương hướng chỉ tại bi game vang lên về sau trong nháy mắt phảng phất tiến vào hai cản trạng thái quanh thân phong chi kiếm cấp tốc trên không trung xuyên thẳng qua truy sát một cái yêu thú tay hắn cầm lôi kiếm phòng ngựa còn lại yêu thú tiến công tại đánh không lẫn nhau trên dưới theo bi game rất thích tình bộ phận đến vương hướng chi khí thế đến đỉnh điểm lúc này phong kiếm nhanh chóng cùng vương hướng chi trong tay lôi kiếm sát nhập vương hướng chi thân ảnh biến mất toàn bộ chiến đấu trận thổ lên ấm áp gió xuân vì phong lôi ý nâng theo lấy gió nhẹ một tiêm mảnh lối cấp tóc đi qua kia mấy cái yêu thú sau đó huyễn cảnh thế giới lại trở lại một mảnh trắng tinh chỉ có vương hướng trì phía trước khiêu chiến tuyển hạng rất có kiếm tiên phong phạm tư phạm hiển lộ thân hình vỗ tay nói vừa rồi kia mấy cái mèo loài yêu thú mặc dù đều là luyện khí 6 tầng nhưng hắn khiêu chiến độ khó lại sau so luyện khí bay 8 tầng cao hơn nhiều sư phụ vừa rồi ngươi trông thấy vương hướng trì lãnh khốc khuôn mặt nhỏ có trước ngượng ngùng nói nhanh như vậy nằm giữ phong lôi bì phát thức thứ nhất ngươi so sư huynh của ngươi sư tỷ từ Phạm khích lệ nói, hắn vốn cho rằng vương hướng chỉ học được cái thứ nhất bí pháp ít nhất phải đến luyện khí 6 tầng trở lên. Ta hôm nay cũng là lần thứ nhất thành công, muốn hoàn chỉnh dùng ra một chiêu này, ta kém rất xa. Vương hướng chỉ nói nghiêm túc, từ Phạm truyền lại mấy cái kia bí pháp, mỗi một cái cũng huyền ảo vô cùng. Hắn cái tham mộ bộ này phong lôi bí thuật cũng cảm giác rất phí sức. Hôm nay vi sư biểu diễn cho ngươi một bên, lấy thuận tiện ngươi tham mộ. Từ Phạm nói, trực tiếp theo khiêu chiến tuyển hạng bên trong tuyển chọn 10 cái trúc cơ kỳ yêu thú. Thế giới biến hóa, Tư Phàm cùng Vương Hướng Trì xuất hiện tại một chỗ rừng trúc chỗ sâu, mời cái trúc cơ kỳ tốc độ hình yêu thú đã đem hai người đoàn đoàn bao vây. "Sư phụ, chết một lần sẽ rất đau." Vương Hướng Trì thản nhiên nói, hắn cũng không phải hoài nghi sư phụ hắn không có thực lực, chỉ là tại bảo vệ hắn trong chuyện này có chút không yên lòng. Kia có nhiều như vậy lời nói, Tư Phàm liếc một cái Vương Hướng Trì, xem thật kỹ, ta cái biểu thị một lần tư phản nói chung quanh mười cái yêu thú hướng về phía tư Phạm đánh tới gió nhẹ lên quét đến trên mặt người tê tê dại dại để cho người ta buồn ngủ yêu thú cũng đồng dạng một đạo mảnh khảnh lôi quang theo cơn gió vết tích như thiểm điện đi qua kia mười cái trúc có ghi yêu thú đến chết kia mười cái yêu thú trên mặt còn treo có hưởng thụ gió nhẹ lướt qua biểu lộ Tư phản xuất hiện tại vương hướng chỉ bên người thu hồi tự mình tiện tay luyện chế phi kiếm nhanh như vậy liền tiến vào đến đốn mộ trạng thái có ta năm đó phong phạng từ phàm đi ra huyễn cảnh phòng, tiếp tục nghiên cứu của mình. Yêu linh kiếp, Diệp Tiêu Giáo lúc này là vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn tại cự đồ yêu tôn thủ hạ biểu hiện quá mức hoàn mỹ, hiện tại đã trở thành cự đồ thánh điện thứ ba vị thiếu chủ, hiện tại đã là nguyên anh đại yêu. Cái này đều không cần cấp, chủ yếu nhất là hắn nhận được tin tức, hùng tộc phát hiện một chỗ vượt giới truyền tống trận có thể bình yên truyền tống đến nhân giới nghe nói cái gì toàn diện xâm lấn nhân giới kế hoạch đã sớm khởi động hiện tại diệp tiêu giáo rất hoàng tiểu tử người lo lắng nhân giới bị xâm lấn là người nguyên nhân Diệp Tiêu Giao đáy lòng thanh âm rất là không kiêng nể gì cả. Kia khẳng định là ta nguyên nhân, bây giờ không chỉ đạo nhân dưới bên kia cái gì tình huống. Diệp Tiêu Giao buồn bực nói, hắn có dung khí phản bội nhân tộc cảm giác. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều, điểm này yêu tộc đi nhân giới còn không bày ra khỏi hoa đến, hiện tại đoán chừng đã trốn đến cổ yêu cấm địa, đây cũng là yêu tộc để nhất bước kế hoạch. Lao kiếm một bộ bát quái ngữ khi nói, yêu tộc kế hoạch gì, ngươi làm sao biết rõ, diệp tiêu giao xứng sờ, đây là đạo, được rồi, nói người cũng không hiểu, ngươi liền biết gió lượng giới đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến đến là được. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn, tập 86, cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Diệp Tiêu Giao vội vàng hỏi, tuy nói hiện tại hắn tự thân có chút khó đảm bảo, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc một thành viên, có ta ở đây, đương nhiên là nhân tộc chiến thắng. Hai cái chung thiên thế giới gặp nhau, quyết định chiến tranh mấu chốt, chính là lương giới đỉnh cấp chiến lực đồng thời cũng là thiên mạnh người, mà các ngươi tộc nhân đỉnh tiêm chiến lực, vừa vặn sau cái này yêu linh giới lợi hại hơn một điểm, nếu như vị này đỉnh tiêm chiến lực xảy ra ngoài ý muốn, đây không phải còn có ngươi à. Cho nên ngươi liền tịnh tâm chờ đợi, về phần những cái kia sinh sinh tử chết sự tình không cần để ý. Luân hồi bản ứng thiên đạo, ai có thể hằng cổ bất diệt. Nếu có, kia chỉ là một cái bi kịch thôi. Lao kiêm nói bắt đầu thở dài bắt đầu, đồng thời trong giọng nói, có một tia hổ thẹn. Tốt, hiện tại chuyên tâm tu luyện trọng yếu nhất. Diệp Tiêu Giao vừa nói vừa lâm vào ngộ đạo trạng thái. Sau ba tháng, Tư phạm cùng Vương Vũ Luân hai người gặp nhau giờ phút này từ phàm nhịp tim rất lợi hại loại này nhịp tim là không đè nén được loại kia từ phàm nhẹ nhàng vuốt ve phẳng phất đây là hắn chân quý nhất bảo bối nhất là kia trên bảo bối tay cảm giác từ phàm thề tại hắn chạm đến một khắc này hắn mới phát hiện nhân sinh huyền bí ngươi đen nó cho ta ngươi không đau lòng à Tử phàm nhìn qua Vương Vũ Luân nói, trên thế giới lớn nhất tinh hỉ luôn luôn tại lờ đãng xuất hiện tại người nào đó trước mặt, cũng như làm ăn thất bại thiếu mấy ngàn vạn nợ, kết quả ngày thứ hai phát hiện hôm trước mua sổ số bên trong mấy ức, giữa hai bên tranh lệch đang khuếch tại gấp mười chính là Từ phàm tâm tính bây giờ, đã bỏ đi trị liệu Từ phàm, vốn định an an tĩnh tĩnh hợp lý cái cá ướp muối, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, huynh đệ mình vậy mà đưa tới hy vọng, một cái có thể sớm tấn cấp chút cơ kỳ hy vọng, cái gì là huynh đệ, cái này đạp mã chính là huynh đệ, cái này kia là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à đây là vì ngươi đem bốn mùa cũng cho nghịch chuyển tự Phạm nhìn trước mắt lưu quang thạch biểu lộ là như thế ôn nhu đều là huynh đệ phí lời gì cái này đồ vật giá trị ta minh bạch nhưng là ta nghĩ nghĩ chỉ có đem đồ vật cho ngươi mới có thể phát huy giá trị lớn nhất húng hồ ngươi là ta hai cái nhi tử sư phụ cái này đồ vật cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất vương vỗ luân thành khẩn nói cái này đồ vật ngươi tùy tiện tìm luyện khí tông sư đều có thể đổi lấy một cái tiên khí đi trung tâm đại lục giao cho thiên khí tông bọn hắn có thể đem người cung phụng đến đại thừa phi thăng nếu như người cho ta kia đổi lấy chỉ là ta câu này tạ ơn Tử phàm tiếp tục vuốt ve lưu quang thạch ân cái này xúc cảm quá tuyệt vời về sau để luyện ra bên trong phủ văn về sau hắn cũng phải đem cái này lưu quang thạch làm thành đem kiện nói tạ ơn cũng không phải là huynh đệ vương vũ luân cười nhìn xem tử phàm vài chục năm tình cảm thậm chí liền tạ ơn đều không cần nói nhóm chúng ta về sau là thân nhân vậy liền đủ nói vương vũ luân liền ngự kiếm hướng về nội môn bay đi Nhìn xem Vương Vũ Luân đi xa thân ảnh, Từ Phàm cảm thán nói, thật sự là một cái cao thượng người. Nói xong, Từ Phàm không kịp chờ đợi cái này cầm cái này mai ẩn chứa thời gian phù văn lưu quang thạch hướng về luyện khí thất đi đến. Từ Phàm khi nhìn đến lưu quang thạch một khắc này, Từ Phàm liền có thể xác định cái này mai lưu quang bên trong đá ẩn chứa phù văn, vẫn là mai thời gian phù văn bên trong, tương đối chân quý phù văn. Tại vừa bắt đầu, Từ Phàm liền biết mình đạt được muốn nhất nhật nguyệt phù văn. Theo hôm nay lên, vì sư muốn bế quan một năm, trong lúc đó không đại sự phải quấy nhiễu. Từ phàm thông báo xong tất cả đồ đệ về sau, bắt đầu tiến vào tham mộ trạng thái, giờ phút này hắn đen tự mình toàn bộ tinh lực đầu nhập vào tham mộ Nhật Nguyệt phù văn bên trong. Một năm sau, từ phàm bốn vị đệ tử sinh hoạt thường ngày luyện khí sư của ra vào, nơi này cánh cửa đã hơn một năm cũng không có mở ra. Đại sư huynh, ngươi nói sư phụ bế quan tại làm gì? Lý Tinh từ nói, một năm này ở chung, hắn đã hoàn toàn dung nhập vào cái này lớn trong gia đình, nhất là cùng Vương Hướng Trì, hắn chỉ cảm thấy bọn hắn trời sinh liền hẳn là huynh đệ. Hắn là đột phá trúc cơ kỳ sư phụ tại luyện khí kỳ đã tích lũy đủ rồi cho nên mới muốn đột phá Từ cương trong lòng lấy lòng một ngụm trong lòng của hắn liền sợ tự mình sư phụ không đột phá nổi trúc cơ kỳ nhưng mỗi lần sư phụ một tay treo lên đánh tự mình lúc hắn liền thu hồi ý nghĩ này như thế sư phụ làm sao lại không đột phá nổi trúc cơ kỳ ta cảm giác sư phụ tại luyện chế một cái cường đại bảo khí bằng không sư phụ cũng sẽ không ở luyện khí thất bế quan ngay tại đám người thảo luận lúc luyện khí thất cửa lớn lặng yên mở ra từ phàm một mặt buồn bực đi ra trong tay còn cầm một cái nông gia tiểu viện mô hình sư phụ người ra. sư phụ người đói bụng không người làm người rất ưa thích đồ ăn sư phụ cái kia tiên học ta nhường sư tỷ nấu sư phụ ta luyện khí tầng 2. nghe bốn vị đồ đệ từ phàm lập tức thu hồi một mặt phiền muộn cao hứng đối các đồ đệ hỏi han ân cần sư đồ năm người tề tụ phòng ăn một tấm mười người bàn bên trên bày đầy từ phàm bình thường thích ăn đồ ăn ở giữa còn có một nồi hầm tiên hạc không tệ, không tệ, các người có lòng. Đám người hóa thân cơm khô người, hướng về phía thức ăn trên bàn chính là dừng lại làm. Sau khi cơm nước no nê, một chén trà thơm triển khai nói chuyện phiếm thời gian. Bốn vị đồ đệ cũng đang nói một năm này phát sinh sự tình. Từ cương vẫn là trước sau như một tu luyện bí pháp, làm nhiệm vụ, vòng đi vòng lại, tại trúc cơ sơ kỳ bảo trì rất ổn định, cái này khiến từ phàm rất là vui mừng. Từ nguyệt thơm một năm qua này tìm được hai nơi di tích, băng vào tử bí ẩn thuật, cầm số một tòa, còn lại báo lên cho tông môn. Tại Từ Nguyệt Tiên tại kia một chỗ trong di tích, tại được một vị đá tỏa hóa hóa thần kỳ tu sĩ nguyên bộ truyền thừa, hiện tại đã là trong bốn người dồi dào nhất tồn tại. Vương Hướng chỉ một năm này rất là ổn định, không phải đang luyện kiếm, chính là tại chuẩn bị luyện kiếm, chỉ là gần nhất cha hắn mẹ đang nháo ly hôn, rất là nhường đầu hẳn đau, nếu của như thật rời, cái kia vừa ra đời muội, muội muốn chạy thật xa khả năng nhìn thấy. Về phần lý tinh từ, từ khi từ phàm cho hắn dùng huyễn thuật có chu lên lớp về sau, hắn liền xây mê huyễn thuật cái này một hệ thống, cũng không tệ, chỉ là hướng chỉ lúc rảnh rỗi về nhà khuyên một cái cha mẹ người. ly hôn đối với con không tốt Từ phàm nói trong lòng thì là nghĩ biết rõ vương vũ luân con hàng này một năm này xảy ra chuyện gì mê mơ ta cũng không hy vọng bọn hắn ly hôn chỉ là cha ta như thế ta cảm giác vẫn là rời tốt Khi thật cha ta cũng là người bị hại hắn cũng là bất đắc dĩ nói vương hướng chỉ thở dài một hơi nghe tự mình tam đồ đệ về sau Từ phàm hơn chờ mong phía dưới đặc sắc cố sự tán gẫu song tan cuộc thời điểm từ nguyệt tiên hướng về phía từ phàm nói ra sư phụ ta tại bảo khố thả chút đồ vật người xem một chút có thể hay không dùng đến đây là nàng tìm tỏi bí cảnh đạt được đồ vật lấy đi tự mình có thể dùng đến còn lại đồ vật đều đặt ở trong bảo khố được trong phòng ngủ tư phạm chính nhìn xem luyện chế thời gian phòng than thở một ngàn vạn linh thạch một cân thời gian chi cát ai có thể dùng lên bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập 87, tư phạm bỏ ra 3 tháng hoàn toàn lĩnh ngộ nhật nguyệt phù văn còn lại thời gian chính là tại luyện chế cái này tên là hy vọng thời gian bảo khí thời gian phòng cái này phí hết từ phàm vô số tế bào não mới luyện chế thành công thời gian phòng nhỏ tại từ phàm đưa vào linh lực một sát na kia nhưng hắn có chút mất hết can đảm đe xuống hắn khắc họa phù vân pháp trận thời gian trong phòng nhỏ bên cạnh tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài gấp 2, nói cách khác chỉ cần hơn 60 năm hắn liền có thể đột phá đến chút cơ kỳ nhưng là hắn xem nhẹ một điểm thời gian phát tắc là thời gian chỉ cao pháp tắc muốn khởi động thời gian thuộc tính pháp bảo cũng muốn thời gian pháp tác lực lượng thế là còn lại mấy tháng từ phàm lật khắp các loại điển tịch tìm được một loại phương pháp trung hòa lợi dụng dễ dàng nhất tìm tới thời không trí cát làm môi giới đến thôi động cái này thời gian phòng nhỏ tại hán suy tình giới một cân thời không trí cát có thể cung cấp thời gian phòng nhỏ vận hành 5 năm thời gian tốt hiện tại đã chuyển hóa làm khắc kim hình thức 100 triệu hai ngàn vạn linh thạch cũng không phải rất nhiều trái trứng từ phàm tính toàn giá trị của mình, hiện tại linh thạch có chừng hơn 27 triệu, trong đó 2 ngàn vạn vẫn là gần nhất mới vừa đạt được, còn lại linh thạch đều là tích lũy được. Linh thạch không phải mấu chốt, mấu chốt là thời không chi cát chỉ có tại cực không chi vực mới có thể mở hái được, cũng chính là chỉ có thể ở trung tâm đại lục tương đối dễ dàng mua được. Nhưng thời không chi cát ở trung tâm đại lục cũng là phi thường quý hiếm, không có nhất định quan hệ căn bản không giành được. Ai, tài phú tự do ta, vì tấn thăng con đường lại phải biến đổi nghèo. Cái kia trước kia xem linh thạch như cặn bã ta, về sau tại cũng không tìm được. Tư phàn thở dài một hơi, lúc đầu nghi an tĩnh chờ đợi đại nạn đến sau tự động hòa tấn cấp. Nhưng là từ khi lão đại lão nhị tấn cấp đến chúc cơ kỳ về sau, hắn mới phát hiện tâm cảnh của mình không giống tự mình. Trong tưởng tượng như vậy lạnh nhạt, hắn có thể cho phép đồ đệ của mình lớn tự mình nhất dài, nhưng nếu như lại cao hơn, hắn liền đánh không lại. Tiếp qua mấy chục năm, lão đại lão nhị tấn cấp kim đan, lão tam lão từ tấn cấp chúc cơ, nếu như kia chính thời điểm vẫn là luyện khí kỳ. Từ phản suy nghĩ một cái hình ảnh kia, lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu đem hình ảnh vung ra, chờ Bàng phúc trở về, liên để hắn hỗ trợ thu mua thời không chỉ các. Mặt khác lại tìm những cái kia siêu cấp đại thương hội nhìn xem, nói không chừng sẽ có chút hàng tồn. Từ phạm nói, quả nhiên, người muốn tiến bộ nơi đó đều là trở ngại. Ngày thứ hai, từ phạm đi tới bảo khố, hắn muốn đem những cái kia không cần đồ vật toàn bộ xử lý. Mê mơ, một đống dùng không lên pháp khí, bảo khí. Từ phạm vung tay lên, trực tiếp thu lấy không gian trực tiếp bên trong. Luyện khí kỳ, chúc cơ kỳ nguyên bộ linh đan, cũng bán, đặt vào lại không thể phía dưới con trai. Một đống tự nhiên hình thành dị bảo, những này giữ đi, về sau nói không chừng hú dụ. Anh, một đống bảo khí ngũ giai pháp bảo. Từ phàm nhìn xem cái này đặc thù kệ hàng trên đồ vật sững sờ. Ngao, ta biết rõ, đây là nguyệt tiên theo trong bí cảnh đạt được, cũng bán. Từ phàm tiếp tục thu lấy, một đống bảo khí cấp bậc linh quáng, giữ lại, có thời gian luyện thành pháp bảo biến hiện. Từ phàm buông xuống trong tay túi chữ vật nói, đây là từ phàm bị một đống màu bạc đất cát hình dáng đồ vật hấp dẫn đây là thời không trì cát tư phàm không dám tin nói bên cạnh ta người đều là tiểu phúc tinh sao thiếu cái gì liền có cái gì tư phàm thành sưng sưng cái này một đống nhỏ thời không trì cát có chừng tám lượng đủ thời gian phòng nhỏ vận hành bốn năm thời gian ban đêm ăn cơm thời gian chỉ có từ cương cùng từ nguyệt tiên hai huynh muội này về phần còn lại hai cái lý tinh từ bị vương hướng trì lôi kéo về nhà khuyên can đi theo cha của hắn truyền tin hắn sắp không được nguyệt tiên ngươi tại trong bảo khố thả một nhỏ bình thời không trì cát từ Phạm hỏi, ta liền sợ cái này ngốc đồ đệ không biết xó những này đồ vật giá trị. Đúng á, ta mang ở trên người không yên lòng. Về sau có cần liền đi cầm một điểm, về sau vạn nhất có thể phát hiện một cái tan phá tiểu thế giới, kia chẳng phải phát. Từ Nguyệt Tiên nói, tưởng tượng lấy tự mình có một ngày có thể phát hiện một cái tan phá tiểu thế giới, lợi dụng thời gian chi cát một lần nữa kích hoạt tiểu thế giới. Ta còn muốn nhường sư phụ giúp ta luyện chế một cái thời gian pháp bảo, đến thời điểm phối hợp với thời gian chi cát, kia thật là đánh đâu thằng đó. Tốt, đều là vấn đề nhỏ trở về ta liền đem ngươi pháo thư một lần nữa luyện chế một cái chuẩn bị cho ngươi một nhóm thời gian thuộc tính bảo khí đạn từ phàm nhìn xem vị này tiểu phúc tinh vừa cười vừa nói ta ơn sư phụ sư phụ ta tháng sau muốn theo phủ thiên thuyền xuất hành lần này đoán chừng muốn nửa năm thời gian từ cương nói hiện tại hắn là giáp tự đường trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có thời điểm lại phải phát một chút phúc lợi tính chất nhiệm vụ anh không tệ sư phụ người muốn đi kia còn phải sử dụng nhân tình đổi từ phàm vừa cười vừa nói lập tức một tay kết một cái kỳ quái thủ ấn nhắm mắt lại bắt đầu phỏng đoán từ cương lần này xuất hành hung cát thiên cát chi quẻ đây là có đại câu duyên quẻ tượng đi thôi chuyến này không có cái gì trở ngại từ phàm nói hắn có cái quen thuộc mỗi lần đồ đệ đi xa nhà đều sẽ bổ sung một chàng đại bộ phận đều là cho từ nguyệt tiên tính toán mê mơ từ cương gật đầu nói tự mình sư phụ xem bói chi đạo lợi hại hắn là biết đến nói ngươi có việc người nhất định là có chuyện cũng tỷ như kia đào hoa không ngừng vương sứ thúc một ngày sau chuẩn bị xong từ phàm từ trên trời giống trong thành truyền tống trận đi ra đây là toàn bộ tượng châu chủ tiên thành thương chủ tu tiên giả liền có hơn 10 triệu về phần nơi này vì sao lại có như thế nhiều tu tiên giả từ phàm ngẩng đầu nhìn đến theo trên 9 tầng trời rơi xuống linh dịch thác nước nơi này là toàn bộ tượng châu linh lực rất dư thừa địa phương một người bình thường tùy tiện biết trước công pháp thấp nhất cũng là luyện khí 12 tầng Tại trên chín tầng trời, có một vị theo tượng châu Phi thăng luyện khí đại tông sư lưu lại một cái tụ linh tiên khí, tên là Cửu Thiên Ngân Hà. Nó liền cảm dễ tại thiên tượng thành phía trên trong hư không, đảm nhiệm những cái kia đại thừa tôn giả đủ kiểu thủ đoạn chính là lấy không đi. Từ phàm trong mắt linh quang lấp lánh, hắn tại trên chín tầng trời thấy được một cái vượt ngang chân trời ngân hà, bên kia kết nối lấy vực ngoại thần bí không gian. Tiên khí sao, chờ ta hợp thể kỳ. Từ phàm nói sau một cước bước ra truyền tống trung tâm bên ngoài, đi tại thiên tượng thành trên đường cái. Đây mới thật sự là tiên thành. Tử phàm nhìn xem linh dịch thác nước chung quanh trôi nổi sáu tòa cự phong nói. Lúc này, một vị cưỡi dài hình cự điểu thiếu niên, từ trên trời không chậm rãi xuống trước mặt tử phàm. Tiền bối, là muốn đi khu giao dịch sao, người muốn mua cái gì đồ vật cho ta nói, ta nhất định vì ngươi tìm tới rẻ nhất một nhà. Thiếu niên hướng về phía tử phàm nói, loại này vừa ra truyền tống trận lên ngẩng đầu nhìn tu sĩ, có 80% đi khu giao dịch, mang ta đi vạn chấu các là được. Từ phàm mười cái linh thạch ném cho thiếu niên, cự điều trên cổ treo một tấm bảng, toàn thành mười linh thạch tiền bối mời lên giải vũ chim thiếu niên vỗ nhẹ cự điều gáy chán giảm thấp xuống cự điều thân thể vừa vặn có thể để cho tử phàm vượt chân liền có thể ngồi lên tử phàm nhìn xem thiếu niên sau so lưng theo thứ tự sắp xếp năm chỗ ngồi liền nghĩ tới kiếp trước xe taxi không nghĩ tới nơi này cũng là năm cái vị trí tiểu ca nếu là sáu người muốn ngồi cùng một chỗ làm sao bây giờ đến thêm hai cái linh thạch thiếu niên tiểu dung rất sán lạ bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập tám thiên tượng thành một chút đại thương hội cũng hội tụ đến cự ly linh dịch thác nước rất dựa vào bên ngoài một tòa cự phong bên trên thiếu niên khống chế tụ tiêu phi đến một chỗ chuyên môn đỗ phi hành tọa kỵ địa phương mang theo từ phàm ngừng sùng dưới tiên bối tại khu giao dịch là một ngày một trăm linh bỏ mặc ngươi có mua hay không đồ vật thiếu niên nhắc nhở ta biết rõ tư phàm ra đến tọa kỵ kho chứa đồ thời điểm cung cửa ra vào phòng thủ giữ chất tự đô thì bộ dáng người mua một ngày ở tám lệnh bài một ngày sau liền sẽ tự động biến mất tiên bối vạn châu các tại khu giao dịch trung tâm nhất vị trí Tiên bồi nếu như là muốn mua trung tâm đại lục đặc hữu bảo vật, ngài không ngại cho ta nói một cái. Tại khu giao dịch đại thương hội có 7 nhà đến từ trung tâm đại lục, mỗi một nhà thiên về địa phương cũng không đồng dạng. Vạn châu các ưu thế lớn nhất là kết nối tất cả châu vực siêu cấp đại thương hội, ưu thế của nó là chỉnh hợp tài nguyên. Tiên bối cần đồ vật, nếu như số lượng nhiều loại nơi sản sinh phân chia, vạn tượng các mới là lựa chọn tốt nhất thiếu niên ở nơi đó thao tháo bất tuyệt lời bình tất cả đại thương hội nhưng từ phàm nghe cũng không khỏi gật đầu cái này tiểu tử nghiệp vụ trình độ cùng thoại thật tuyệt đối tìm không ra mau bệnh tới vậy ta nghĩ ra bán một nhóm bào khí cùng đan dược phải làm gì từ phàm ôn hòa nói cái này thiếu niên nhãn thần thanh tịnh mà chân thành chỉ là muốn kiếm điểm khen thưởng tâm tư quá rõ ràng đương nhiên đây cũng không phải là mau bệnh nghe được từ phàm về sau thiếu niên nhãn tình sáng lên biết mình lời nói đà động từ phàm đại đan muốn tới thiếu niên hưng phấn nghĩ đến Chẳng biết tại sao, cái này thiếu niên cố gắng bộ dáng nhường từ phàm nhớ tới vừa tới cái thế giới này làm ăn mày thời gian, kia thời điểm hắn cũng là như cái này thiếu niên. Khác biệt duy nhất chính là, kia thời điểm hắn không có đại điểu. Tiên bồi nếu như không ngại, để cho ta nhìn xem cũng có cái gì. Thiếu niên một bộ nghiệp vụ tinh thông bộ dáng, trong lòng của hắn âm thầm thề, hắn nhất định phải là nhị đệ mua một cái giải vũ chim, dạng này không dùng đến mấy năm, liền có thể tích lũy đủ tu đạo học viện linh thạch. Từ phàm tiện tay nén cho thiếu niên một túi chữ vật, bên trong nhất là bình thường nhất một chút tạp vật, tốt nhất chính là kia mấy món mũ dai bảo khí. Tiền bối những này đồ vật quá mức quý giá, vừa vặn đều là hoang vực thương hội giá cao thu mua hàng hóa phạm vi. Thiếu niên nói, vậy liền đi hoang vực thương hội, được rồi, tiền bối. Thiếu niên mang theo từ phản tại lệch ra xa xó xỉnh bên trong, tìm được hoang vực thương hội. Cửa ra vào thủ vệ cười cùng thiếu niên lên tiếng chào hỏi, liền đem từ phàm nhanh đến quý khách phòng. Một bàn linh của, một đĩa linh bánh ngọt, một bình linh trà. Thiếu niên là tử phàm châm trà. Lúc này ngoài cửa tới một vị dáng người không ngô lão nhân, có nguyên anh tu vi. Đạo hữu nghĩ ra bán cái gì, không ngại lấy ra, nhưng lão hủ đánh giá cái giá, cam đoan là toàn bộ khu giao dịch giá cả tối cao. Lão nhân vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề nói, một chút đan dược cùng bảo khí. Từ phàm đem cái kia túi chữ vật bỏ vào trên mặt bàn, những này ta cho ngươi 600 vạn linh thạch, đạo hữu ngươi xem như thế nào. Lão nhân tiếp nhận túi chữ vật về sau, gió xét một phen rồi nói ra, tốt, thành giao. Cái này so từ phàm dự đoán giá cả phải nhiều ra 50 vạn linh thạch tiên bối cái này ngươi cho đánh giá cái giá Từ phản xuất ra một cái trong bàn tay nông trường đây là hắn tới mục đích chủ yếu một trong nhìn xem cái này trong bàn tay nông trường có hay không thị trường có mục tiêu liền không làm được một cái thuần túy người lão nhân cầm qua trong bàn tay nông trường khi hắn nhìn thấy trong bàn tay trong nông chạy kia hai mươi mẫu thượng đẳng dựng điên về sau ánh sáng trong mắt mang đại mạo nhóm chúng ta thương hội đến từ hoang châu nơi đó cơ hồ là vết người hiếm thấy không có một ngọn cỏ chỗ tốt duy nhất chính là có vô tận hoang dạy yêu thú cung cấp nhóm chúng ta săn giết Ta cũng bất mãn đạo hữu, cái này đồ vật tại nhóm chúng ta nơi đó có thể đáng giá tiền rất lớn. Nếu như đạo hữu có thể đại lượng sản xuất, ta thương hội lấy 20 vạn linh thạch một cái thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nhóm chúng ta thương hội có linh thạch. Lão nhân nhìn xem tử phàm nói, Nguyên Anh kỳ khí thế không tự chủ phóng ra, trực tiếp nhường tại tử phàm bên cạnh ăn điểm tâm thiếu niên mồ hôi lạnh chảy dòng, cảm giác tự mình hẳn là nằm dạp trên mặt đất. Nguyên Anh khi thế đối tử phàm không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là trong lòng bắt đầu điên cùng tính toán, tự mình nếu là cái gia công bán thành phẩm, một năm có thể luyện chế 100 cái trong bàn tay nông trường, đó chính là một. Năm nghìn vạn linh thạch, 100 cái 1000 cái tiền bối thương hội cũng có thể ăn phía dưới à. Từ phàm hỏi, hắn theo không lo lắng bị phòng chế sự tình, bởi vì có liên quan phủ văn luyện khí tông sư có nhẹ luyện chế loại này bảo khí, luyện chế đạo khí không thơ mà. Ngươi có thể đến một vạn cái càng tốt hơn. Sau đó Từ Phàm cùng Hoang vực Thương hội ký 50 cái trong bàn tay nông trường đơn đặt hàng, một năm sau nộp rõ ràng, ký kết khế ước về sau, Từ Phàm còn nhận được 50 vạn linh thạch tiền đặt cọc. Về phần thời không chỉ các sự tình Từ Phàm cũng đã hỏi, bọn hắn biểu thị không có biện pháp, bọn hắn cũng tại thu mua cái đồ chơi này. Từ Phàm mang theo Tiểu Nam hài theo Hoang vực Thương hội ra, thời không chỉ cát là trung tâm đại lục sản phẩm, nhưng đây là gấp tiêu chi vật, tất cả thương hội cũng tại thu mua. Tiền bồi muốn mua, nếu như không thèm để ý giá cả, đoán chừng chỉ có thể ở thiên cực thương hội nơi đó mua sắm. Tiểu Nam Hải nghĩ một lát nói, vậy liền đi xem một chút, thiên cực thương hội bên trong. Thời không chỉ cát, 3.000 vạn linh thạch một cân, không biết xó đạo hữu muốn bao nhiêu. Thương hội chủ quản cười tùng tìm nói, không thể tiện nghi một chút sao. Tư phàm cao mày nói, đây là coi hắn là oan đại đầu, đi lên chính là gấp ba bạo kích. Bản thương hội không còn nói ra thói quen, tại khu giao dịch, đạo hữu một người đoán chừng chỉ có thể theo nhóm chúng ta thương hội mua được thời không chỉ cát mà lại không hạn lượng thương hội chủ quản một mặt khôn khéo đen từ phàm ăn gắt gao quấy dày từ phàm mang theo thiếu niên ra thiên cực thương hội tiếp tục việc này hoàn thành về sau có thưởng sáu canh giờ về sau từ phàm theo vạn châu thương hội đi ra thật đúng là như kia thiên cực thương hội chủ quản nói không có một nhà thương hội có hàng duy nhất nguyện ý bán nhà kia thương hội ra giá hai nghìn linh thạch mà lại chỉ có nửa cân thiếu niên cưới giải vũ chi mang theo từ phàm về tới truyền tống trung tâm bên ngoài từ phàm cầm một cái túi nhỏ linh thạch ném cho thiếu niên cố gắng sinh hoạt thiếu niên không nên bị cô phụ người rất tốt cố lên có thời điểm tư chất không thể đại biểu hết thảy thiên hành đạo tu giả không ngừng vươn lên lúc quần đi từ phàm còn cho thiếu niên rót một bát canh gà mô linh căn thiếu niên muốn nghịch thiên đến hóa thân kỳ trừ phi ngươi có cái bình nhỏ thiếu niên cầm kia một túi nhỏ linh thạch không cần số liền biết gió bên trong có năm trăm linh thạch những này linh thạch hắn chí ít bận điệu hai tháng nhìn xem truyền tống trung tâm phương hướng thiếu niên hốc mắt có chút ướt ác hắn đây là lần thứ nhất bị người tán thành trước đây mang theo cha mẹ mình lưu lại điểm này linh thạch tại gia tộc người mắt khác đứng ngoài quan sát phía dưới mang theo tiểu đệ cùng tiểu muội độc thân một người tại đây đạt thiên tượng thành cầu sống toàn bằng lấy trong lòng một có tức mô linh cắn lại như thế nào luôn có một ngày ta muốn trở thành nguyên anh đại tu trở về gia tộc hung hăng trà đạp trước đây những cái kia xâm chiếm cha mẹ gia nghiệp đám người kia Tư Phạm một truyền tống về Tiên Thành, liền trực tiếp hướng về Khuyết Thiên môn bay đi. Nhận được trong bàn tay nông trường đơn đặt hàng về sau, Tư Phạm trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập 89 Từ chín, Phạm về nhà một lần, liền bắt đầu đối trong lòng cái kia điên cùng ý nghĩ tiến hành tranh luận phải trái thô diễn. Toàn bộ tự động hóa, phía trước luyện chế giai đoạn đều có thể dùng khôi lỗi thay thế, chỉ là một bước cuối cùng khắc họa phủ văn có hơi phiền toái. Phù văn khắc họa là một cái pháp bảo hạch tâm, nhất định phải có phù văn ý chí chi lực tăng thêm mới có thể. Cái này làm như thế nào thiết kế? Tư Phạm trầm tư nói. Tư phàm trong đầu bắt đầu điên cùng tưởng tượng. Hắn cái này trong bàn tay nông trường toàn bộ tự động dây chuyển sản xuất nếu có thể thành công, ba ngàn vạn linh thạch một cân thời không chỉ các còn không phải tùy tiện mua. Lúc này, Vương Vũ Luân thông qua cấm chế đi đến. Từ đại ca, uống chút không? Vương Vũ Luân khập khiễng cầm trong tay một vò rượu lớn nói. Ai bất luận là cái nào thế giới, đã kết hôn nam nhân đều tương đối nam. Đến, uống điểm. Tư Phan tiện tay thả ra mấy cái chuyên môn đầu bếp hồ lội, bắt đầu cả lên đồ nướng. Từ đại ca, chuyện của ta người cũng biết rõ đi. Trước khi đến con hàng này đoán chừng uống một chút, nói chuyện có chút hơi say. Biết rõ, kỳ thật cái này cũng không trách ngươi. Từ Phan nói, cưới hậu chiêu nữ nhân ưa thích cái này đồ vật cũng là rất khó giải. Ta không có, biện pháp. Cái kia nữ y vào tự mình tu vi cao sâu, vốn là một trận ngoài ý muốn hạt xương tình duyên. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vậy mà nhào đến ta trong gia tộc, cuối cùng còn nhường thiến nhi biết rõ. Vương Vũ Luân lại uống một ngụm rượu, thở dài nói, tự mình rõ ràng đối thiến nhi mối tình thắm thiết, lại ý gì bên ngoài luôn luôn liên tiếp phát sinh. Cái kia nữ tu đến một lần ta gia tộc, liên nói ta làm bẩn thân thể của nàng, để cho ta đối nàng phụ trách. Cái kia nữ tu đã là hóa thần đại tu sĩ, lớn hơn ta hơn 600 tuổi, ta làm sao đối nàng phụ trách. Vương Vũ Luân buồn bực nói, kia nữ tu thân thể là trong sạch, tư phạm đưa ra một cái không phải rất hợp với tình hình vấn đề. Không biết rõ vì sao, cùng ta có ta ngộ nữ tu thân thể đều là trong sạch vương vũ luân xây khớt nói thiến nhi ra tay thật hung ác còn không cho chữa thương chỉ có thể uống rượu giảm đau đối với tư phạm vấn đề vô ý thức liền trả lời nói người tại bên ngoài còn táo mộ mấy cái nữ tu tư phàm cả kinh nói trong giọng nói có một tia hâm mộ bị cưỡng bách cảm giác khẳng định rất thoải mái đi không biết rõ ta mỗi lần đi xa nhà ly khai thiến nhi thời điểm cơ hồ đều sẽ phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình nhưng mỗi lần ta đều là bị cưỡng bách một phương vương Vũ luân trên mặt bi thương nhường từ phàm chỉ mời nghĩ em đi qua đa kêu cứu cứu đến trên một bộ người cũng là bị ép buộc có một lần không phải lần kia ta cùng một vị đi ngang qua nữ tán tu sa và đến một chỗ băng hồn bí cảnh bên trong kia thời điểm thật sự là quá lạnh kém một chút liền bị chết rét về sau phát hiện hai người thân thể tiếp xúc vậy mà lạ thường ấm áp sau đó nhóm chúng ta liền dựa vào đến cùng một chỗ sau đó liền ôm ở cùng một chỗ kia thời điểm ta ý chí coi như thanh tỉnh thẳng đến cái kia nữ nhân động tình Đạ Uống Xây Vương Vũ Luân lúc này cũng buông ra nội tâm, đen trong lòng mình chôn giấu bí mật toàn bộ thổ lộ. Lúc này, công cụ khôi lỗi bưng mấy bàn thịt nướng tới, đến uống rượu. Từ phàm ngữ khí bắt đầu chua, không phải hắn nghĩ dạng này, có thể là linh hồn chỗ sâu bản năng đi. Ba hũ rượu xuống dưới, Vương Vũ Luân đã nhỏ nhặt, Từ phàm nhường khôi lối đỡ Từ phàm đi khách phòng nghỉ ngơi. Từ phàm có chút hơi say, cho mình tăng thêm một cái thanh linh thuật hậu lập tức thanh tỉnh, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu của mình. Chính sự quan trọng, nếu là ta có thể giống như thường nhân tu tiên thì tốt biết bao. Tư Phàm thở dài một hơi, quay người tiến vào Huyễn Cảnh phòng. Hắn muốn ở nơi đó thôi diễn tự động hóa dây chuyển sản xuất khả năng. Huyễn Cảnh thế giới bên trong, Tư Phàm bên người bay đầy phức tạp pháp bảo dụng cụ, xung quanh còn có mười mấy cái công cụ khôi lỗi từ khôi lỗi chi tâm khống chế tại đặc chất pháp bảo trước mặt làm việc. Hiện tại Tư Phàm trao mày bắt đầu thôi diễn một bước cuối cùng. Linh tâm khoáng công hồn thiết như thế nào luyện chế một cái chuyên môn khắc họa phù văn khôi lỗi. Tư Phàm nghĩ thầm, về sau nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì Tư Phàm suy tính hồi lâu phát hiện thành công khả năng quá nhỏ nếu là ta có thể có cái phân thân liền tốt có thể phân thân thần thông ít nhất cũng phải đến nguyên anh kỳ từ phàm phiến muộn nói lúc này từ phàm trong đầu linh quang lấy lên một cái tuyệt diệu ý nghĩ xuất hiện trong đầu dùng linh tâm khoáng cùng hồn thiết luyện chế một gánh triệu từ phàm một bộ phận linh hồn khôi lỗi lại từ từ phàm phân chia ra tự mình một bộ phận linh hồn đi điều khiển dạng này một bước cuối cùng liền hoàn mỹ giải quyết ta thật đạp mã thiên tài từ phàm vỗ tay nói ngày thứ hai tư phàm đen từ nguyệt tiên gọi vào bên người về phần từ cương làm cái pháo đài vẫn được không thích hợp mua đồ vật nguyệt tiên đây là danh sách ngọc giản cùng linh thạch ngươi ra ngoài đi một chuyến tư phàm nói khoản này mua sắm mức quá lớn bằng phúc lại không tại tông môn tự mình vị này thường xuyên đi ra ngoài nhị đệ tử là lựa chọn tốt nhất từ nguyệt tiên tiếp nhận danh sách ngọc giản tra một cái xem có chút giật mình nói ra sư phụ những này đồ vật phải hơn ngàn vạn linh thạch đúng á ngươi đại ca từng ngày liền biết gió tu luyện bí thuật ta lại không nguyện ý ra ngoài cho nên chỉ có thể ngươi đi từ phàm vừa cười vừa nói luận tu tiên giới kinh nghiệm xã hội từ nguyệt tiên có thể miểu sát từ phàm đồ vật hơi nhiều ta cần nửa tháng thời gian sư phụ ngươi đây là muốn mở một nhà bán pháp bảo thương hội từ nguyệt tiên hiếu kỳ hỏi năng đối tượng mình sư phụ ấn tượng vẫn luôn là loại kia ưa thích chỗ ở nhà tiêu giao tu hành đan khí song tuyệt đối đãi một chút tu tiên chi sĩ chỗ mưu cầu danh lợi linh thạch thiên địa pháp bảo cũng không phải rất để bụng Vi sư gần nhất cần đại bút linh thạch, cho nên tiếp điểm sống, đây đều là cần chuẩn bị vật liệu. Tư Phạm nói, hắn cũng không thể nói là bởi vì các người tấn cấp, trong lòng ta không công bằng mới bị buộc thành như vậy à. Sư phụ, nếu là người thiếu linh thạch, cùng ta cùng một chỗ tâm bảo thế nào? Chúng ta sư đổ liên thủ, một bên di tích bí cảnh cũng không đáng kể. Từ Nguyệt Tiên con mắt lóe sáng hiện ra, ở trong mắt nàng Từ Phạm giống như Nguyên Anh đại tu, hai tay đều muốn, di tích bí cảnh cũng đi, cái này đơn đặt hàng cũng muốn đón. Từ Phàm gật đầu nói, hắn cần linh thạch đâu chỉ mấy ngàn vạn, tốt, sư phụ, gần nhất ta lại phát hiện một cái bí cảnh, đang nghĩ ngợi muốn hay không báo cáo tông môn. Có sư phụ lời này, chúng ta liền đi ăn một mình. Từ Nguyệt Tiên phòng khoảng nói, sư phụ thiếu linh thạch, nàng có nghĩa bất sung tình trách nhiệm, đi trước đem đồ vật mua được, còn lại lại nói. Từ phản nói, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi, bí cảnh cũng là nên hoạt động gần cốt một chút. Tốt, vậy ta đã chạy tới. Nói Từ Nguyệt Tiên chào hỏi trên trong sân chơi đùa tầm bảo hồ, tế ra Từ Phàm cho nàng luyện chế tọa giả lá trúc thuyền, hướng về tông môn bên ngoài bay đi muốn hay không thu nhiều mấy cái đồ đệ dạng này chân chạy người cũng nhiều cái này thời điểm tư phàm đột nhiên nghĩ đến đã lâu không gặp diệp tiêu dao lại nói đã có 10 năm chưa từng gặp qua hắn nhân vật chính đổi bản đồ à hy vọng không nên quay lại bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập 90. từ nguyệt tiên sau khi rời khỏi đây vương hướng chỉ mang theo lý tinh từ mỗi vân hoa lộc trở lại đỉnh núi bên trong tư phàm nhìn xem vân hoa lộc máu ở dưới tường vân sắc mặt rất không tự nhiên đen đầu uốn éo trở về không sai cái này tiểu hoa bởi vì tử phàm linh đan nuôi nấng không nghĩ tới bây giờ đã chúc cơ kỳ mong ra đời tường vân phúc linh chúng sinh sư phụ cha ta có phải hay không đã tới vương hướng chỉ mang theo lý tinh từ đi vào tử phàm bên người hỏi đúng uống xây, tại khách phòng nghỉ ngơi lần sau với người mẹ nói đánh người cha thời điểm điểm nhẹ đừng đem xương cốt làm gãy từ phàm nói, tại công cụ nhân khôi lỗi đỡ Vương Vũ Luân hồi trở lại khách phòng nghỉ ngơi thời điểm, hắn phát hiện con hàng này tổn thương có chút nghiêm trọng chân trái đoạn mất xương sườn gãy mất ba cây là thật có chút hùng ác là ta ở bên cạnh khuyên bằng không một cái chân khác cũng sẽ đoạn mẹ ta tức ra cha ta sau khi trở về không sai biệt làm có thể như thường qua thời gian vương hướng chỉ lạnh nhạt nói mười lăm mưa khi có điểm giống ba mươi lăm vậy là tốt rồi ăn bài tiểu tam cùng tiểu tứ tu tập bài tập về sau tư phàm đi tới dưới mặt đất mới xây tốt trong mật thất đây là một gian tại ngọn núi bên trong mật thất chừng hơn ngàn mét vuông đã bị công cụ khô lỗi thu dọn xong xuôi hiện tại theo khô lỗi chi tâm tiến hóa đơn giản một chút công trình có thể tự mình quy hoạch kiến tạo chỉ cần cung cấp bản vẽ là được từ pha nhìn sen chống trải dưới mặt đất mật thất lại là một chút điều chỉnh lên quay trở về tới trên mặt đất hiện tại còn kém từ nguyệt tiên mua đồ vật trở về nửa tháng sau từ nguyệt tiên cuối cùng đem tất cả đồ vật cũng mua trở về sư phụ hết tài tốn hao 968 trăm vạn linh thạch từ Nguyệt Tiên cười tủm tỉm nói, lần này ở thương hội bên trong nàng nhưng là là một hồi đại gia, làm không tệ, muốn cái gì ban thưởng. Từ Phàm vừa cười vừa nói, chỉ ít so với mình mong muốn muốn thất 80 vạn linh thạch. Sư phụ, ta lá trúc thuyền có phải hay không nên đổi một cái, ta cũng chúc cơ kỳ, có phải hay không cũng nên đổi một cái bảo khí cấp bậc tọa giá. Đúng, là nên cho người đổi, còn có người ca, cũng cùng một chỗ đổi. Từ Phàm gật đầu nói, có luyện khí đại sư cấp bậc sư phụ, đi ra ngoài không có ghép đôi tọa giá pháp bảo, kia nhiều mất mặt. Trò chuyện xong sau, Từ Phàm cấm bị bỏ vào tràn đầy không gian giới chỉ, một đầu đâm vào dưới mặt đất mới xây trong mật thất. Linh Tâm, không chế khô lỗi giúp ta đem linh quáng tinh luyện ra. Dưới mặt đất trong mật thất, bày biện năm tòa phong ấn linh hỏa tinh luyện lâu, mỗi tòa tinh luyện trong lò cũng có một loại linh hỏa. Mở lá gan, Từ Phàm hoạt động thân thể một cái nói, tu tiên không tuế nguyệt, can đế sinh hoạt cũng không tuế nguyệt. Trải qua 3 tháng can đế sinh hoạt, toàn bộ dưới mặt đất mật thất đã bị các loại pháp bảo dụng cụ lấp đầy. Trong bàn tay nông trường toàn bộ tự động dây chuyển sản xuất đã cơ bản chuẩn bị cho tốt hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Từ Phạm chia cắt linh hồn, vùi đầu vào trước mắt bộ này cùng chân nhân không khác khôi lỗi bên trong, cũng không biết rõ có đau hay không. Từ phản dùng tinh thần hóa đao, đối với mình linh hồn chém tới. Anh, tê tâm liệt phê tiếng la vang lên, càng ngày càng vang dội, cuối cùng từ phàm dùng cực lớn định lực, nhìn xuống không hô, cũng hai tay kết một cái kỳ dị pháp ấn. Hào quang màu tím sáng lên, từ Phàm đang cố gắng vững chắc thể nội một phân thành hai linh hồn, ngăn cản bọn chúng dung hợp. Từ phàm dùng hết toàn thân lực khí, rối ra một cái lưới ra từ qua ngón tay chỉ tại nhà kia khôi lỗi chỗ mi tâm, bị cắt chém kia một bộ phận linh hồn theo ngón trò chuyển rời đến khôi lỗi nơi trọng yếu. Linh hồn chuyển di về sau, từ phàm tranh thủ thời gian nuốt vào cố hồn đan vững chắc thể nộ linh hồn, một bên vận hành lên chuyên môn là kia chia các linh hồn tự sáng tạo phân hồn đại phát. Từ phàm thân thể run rẩy, trên trán mồ hôi như thác nước hạ. Ta đạp mã tại dùng một lần chính là chó, thật quá đau. trọn vẹn nửa ngày thời gian, từ phàm trên thân linh hồn xé rách cảm giác mới tốt một điểm. Muốn hỏi Từ Phàm có bao nhiêu đau, liền giống như dùng châm trực tiếp cho chứng chứng tới một cái xuyên qua tổn thương, sau đó theo xuyên qua tổn thương đem nó xé thành hai nửa. Từ Phàm khôi phục về sau, liền bắt đầu hướng cỗ này gánh chịu lấy hắn bộ phận linh hồn khô lỗi tiến hành thêm năm, hắn đã đem phù văn ý chí chi lực chuyển đi qua, một cái đã sớm luyện chế tốt trong bàn tay nông trường bán thành phẩm bị công cụ khô lỗi đưa lên. Linh tâm tiếp nhận cỗ này khô lỗi, Từ Phàm hướng về phía khô lỗi chi tâm mạnh làm cho đạo, đây là một bước cuối cùng. Thu được, Lúc này, bộ này đặc thù khôi lỗi nhãn thần biến linh động bắt đầu, dùng ra một cái từ phàm thường xuyên dùng nhóm lửa quyết trực tiếp đem bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong linh hỏa dẫn ra, cùng sử dụng khống chế linh lực lấy bán. Thành phẩm trong bàn tay nông trường vùi đầu vào linh hỏa bên trong để hoàn thành một bước cuối cùng. Cái gặp khôi lỗi cầm qua từ phàm sớm chuẩn bị xong linh bút, thân thục tại bán thành phẩm trong bàn tay nông trường bên trên khắc vẽ phủ văn, mà lại tốc độ so từ phàm còn nhanh hơn mấy phần. Nhìn thấy gánh chịu tự mình linh hồn khôi lỗi như thế trượt, Tự phàm chậm rãi thở ra một cái, cái này nếu là không thành công, đây không phải là yêu thương sao? Không tệ, dựa theo cái tốc độ này, một ngày giữa liền có thể luyện chế ra một tòa trong bàn tay nông trường, một năm chính là 248 cái. Bài trừ chi phí, vừa vặn đủ mua một cân thời không truy cát, còn có thể có dư điểm. Không tệ, mấy tháng này công phu không có uổng phí. Từ phàm ngữ khi có chút hưng phấn, vừa nghĩ tới tự mình tiếp qua hơn 50 năm, liền có thể tấn các chút cơ kỳ, nó lại còn có chút hưng phấn nhỏ. Tư phàm trở về mặt đất bên trên, đây là hắn ba tháng qua nhìn thấy lùng thứ nhất chói tràng, rất là trướng mắt. Đang ở trong sân đùa tầm bảo hồ từ Nguyệt Tiên, cùng mặt khác hai cái nhỏ nhất đồ đệ nhìn thấy từ phàm ra, lập tức xẹt tới. Sư phụ, người rốt cục bế quan ra, nhóm chúng ta rất nhớ ngươi. Nhỏ nhất Lý Tinh Tử nói, ha ha, sư phụ cũng nghĩ các người đây. Từ phàm cười sờ lên vương hướng chỉ cùng Lý Tinh từ đối huynh đệ này đầu ân, xúc cảm không tệ. Về phần từ Nguyệt Tiên, tại nàng 15 tuổi về sau, từ phàm nền đình chỉ hành động này, cái này lại không phải quỷ xúc văn. Sư phụ, ngươi thành công. Từ Nguyệt Tiên nhìn xem Từ Phạm kia nét mặt hưng phần nói, đúng, rất thành công. Mai sau chúng ta liền không thiếu linh thạch. Từ Phạm nhìn xem cái này bị cải tạo mất mô sơn nhỏ nói, các người đang làm gì? Từ phàm tiếp lấy còn nói đến, cái viện này làm giống như một chỗ đã rách nát di tích. Ha <laughs> ha, <laughs> người biết rõ tiểu tứ học pháp thuật thứ nhất là cái gì không? Từ Nguyệt Tiên ngữ khí rất là sợ hãi thán phục, cái gì? Tiểu Linh Vũ thuật à? Đây là hắn sẽ pháp thuật thứ nhất, lúc ấy là vì sinh tồn. Ha <laughs> ha, không phải, là quang ảnh thuật, tiểu từ quang ảnh thuật hiện tại đã phi thường lợi hại nói từ nguyệt tiên một bộ đại tỷ đầu ngữ khí nói với lý tinh tử đến ngươi cho sư phụ hiện ra cái lẫn nhau đã bảy tuổi lý tinh tử ngoan ngoãn gật đầu tay kết quang ảnh thuật pháp ấn trong chấp nhóm này nguyên lai like trong sân như di tích cảnh tượng hiện tại liền biến thành một mỹ luân mỹ hoàn thu nhỏ lại dãy cung điện như tiên gia thánh địa tại phía trên khu cung điện còn có long du phượng múa mây đoá từng vân tung bay theo gió càng là vẽ dòng điểm mắt chi bút đây đều là người tư tưởng vẫn là chân thực gặp qua tử phàm hơi kinh ngạc đây chính là thiên phủ á sư phụ đây là ta trong tưởng tượng tiên gia thánh địa bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập chín 11 theo quang ảnh thuật biến mất tử phàm nhìn thấy kia bị cải tạo mặt đất mới biết rõ cái này nhỏ nhất đồ đệ thiên phủ có bao nhiêu kinh người to kia tiên gia thánh địa trình thể kết cấu chủ thể lại là cái này một mảnh bị cải tạo qua mặt đất sư phụ tiểu tú lợi hại đi hắn để cho ta dạy hắn dùng quang ảnh thuật yếu quyết không nghĩ tới tiểu tứ ở phương diện này đã vượt qua ta từ Nguyệt Tiên có chút thở dài nói, tuyệt đối không nghĩ tới thằng hề cuối cùng là chính mình. Tiểu tứ, lại cho sư phụ ẩn cái thân. Từ Nguyệt Tiên còn nói thêm, được rồi sư tỷ, Lý Tinh từ một bộ ngoan bảo bảo hình tượng, sau đó hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Từ Phạm hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đồ đệ quá nghịch thiên làm sao bây giờ, không cảm giác khí tức. Từ Phàm đã phát hiện không được hắn. Mới 7 tuổi, dùng quang ảnh thuật ẩn thân là có thể đem chung quanh tất cả nhân tố cũng tính toán đi vào. Từ Phàm phất tay, trong sân thổ lên trận trận gió nhẹ, không có sơ hở. Lại phất tay, trên bầu trời một đóa linh vân xuất hiện, rơi ra mịt mờ mưa phùn, vẫn là không có sơ hở. Lúc này, Từ Phàm lại phất tay, cả viện bên trong đều mọc đầy cỏ nhỏ, cái này thời gian ảnh thuật hình thành, vẫn là không có sơ hở. Có thể, ra đi. Ngươi ở vị trí, không sợ ngươi sư tỷ đánh ngươi sao? Từ Phàm vừa cười vừa nói, lúc này, Lý Tinh từ thân hình theo Từ Nguyệt Tiên sáu lưng xuất hiện, "Thối tiểu tử, ngươi có dũng khí khinh bỉ sư tỷ của ngươi?" Từ Nguyệt Tiên trực tiếp đem Lý Tinh từ ôm đi qua, bắt đầu hướng về phía kia tóc dài ngửa ngáy, "Anh, sư tỷ ta sai rồi." Lý Tinh từ cầu xin tha thứ, hiện tại biết rõ sai chậm, Từ Nguyệt Tiên thở phì phò nói, cảm giác mình bị giễu cợt. Vương Hướng Chi ở một bên mặt không thay đổi quan truyền, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ấm áp, hắn ưa thích loại này hài hòa bầu không khí. Tốt Nguyệt Tiên, ngươi tại ra ngoài mua sắm một nhóm vật tư. Từ Nguyệt Tiên đình chỉ đối tiểu tử giết hại, tiếp nhận Từ phàm trong tay túi chữ vật liền bay ra ngoài. Sư phụ, ta tọa giá bảo khí sự tình, ngươi không nên quên. Trên bầu trời, thanh âm thanh thúy chuyển đến. Vì sư quên không được. Nhìn thấy Từ Nguyệt Tiên bay đi về sau, Từ Phàm nhìn về phía Lý Tinh Tử, một cái ban lan cự hổ xuất hiện tại Từ Phàm bên người, đây là hắn dùng quang ảnh thuận ngưng tụ mà thành. Tinh Tử, ngươi dùng quang ảnh thuận là một cái con thỏ, Tư Phản nói, hắn muốn nhìn một chút tên đồ đệ này tại cái này một đạo thiên phú mạnh bao nhiêu. Lý Tinh từ trong né mắt lên minh bạch sư phụ là có ý gì, tay kết pháp ấn, một cái trắng như tuyết con thỏ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Con thỏ phảng phất có linh hồn, đầu tiên là quan sát hoàn cảnh chung quanh, khi thấy cái kia ba lan cự hộ thời điểm rõ ràng bị dọa, giống một trận tiếng hổ gầm vang lên ba lan cự hổ trực tiếp hướng về phía con thỏ vồ giết tới cứ như vậy một trận đặc sắc hổ phát thỏ chạy hình ảnh thành hình theo con thỏ kinh hoàng chạy trốn kia bỏ mạng chạy trốn biểu hiện không có người sẽ hoài nghi đây là cái giả con thỏ đã đây là cái thỏ tuyết sao có thể không có tuyết từ phàn tại vung tay lên cả ngọn núi phẳng phất biến thành một tòa núi tuyết ba lan cự hổ cùng thỏ tuyết tại trong tuyết gần như đồng thời dẫm ra hiện trào ấn sư phụ ta không được lý tinh từ sắc mặt có chút trắng bạch nói hiển nhiên đã đến trì nhờ tính toán cực hạn thế giới trong né mắt biến trở về nguyên dạng đỉnh núi vẫn là cái kia đỉnh núi phong cảnh vẫn như cũ từ phàm trong mắt thưởng thức thần sắc không thêm che giấu cái này nhỏ nhất tổ đệ đích thật là đem hẳn kinh diễm đến lúc này mới 7 tuổi tài huyện thuật một đạo lại có như thế thiên phú người ưa thích quang ảnh thuật à ưa thích dạng này ta liền có thể tạo ra ta ưa thích thế giới một cái có mẫu thân thế giới ta biết rõ mẹ ta chết rồi nhưng là ta có thể dùng một loại phương thức khác nhường nàng sống tới từ phàm nhìn xem cái kia ngây thơ sạch sẽ nhãn thần có chút thở dài một tiếng mua sồm nửa mình dưới đem lý tinh từ ôm vào trong ngực về sau vi sư cùng sư huynh của ngươi các sư tỷ đều là người người nhà từ phàm nhẹ nói mê mơ ơn từ phàm nhìn xem nhớ mẫu thân lý tinh từ đột nhiên cảm giác hào huynh đệ của mình về sau sẽ có một trận đại kiếp cái này thời điểm vương hướng chỉ hướng về phía sư phụ nói ra Sư phụ, ta ánh sáng tại ảo cảnh khiêu chiến cảm giác có chút không chân thực. Trong hiện thực có thể hay không tìm cho ta một cái đối thủ như thế ngươi rất dễ dàng thụ thương. Từ Phạm An nổi tốt lý tinh từ mới xuất hiện thân nói, tiểu tử này có chút tung bay à? Ta không sợ. Vương Hướng chỉ nói, tại huyễn cảnh thế giới bên trong, hắn đã chờ đợi đầy đủ dáng rất thời gian, hắn có chút cảm giác không chân thật, thực lực của mình đến cùng cao bao nhiêu? Kìa tốt. Từ Phạm vung tay lên một khung luyện khí tầng năm kiếm khách khổ lỗ xuất hiện, đồng thời đem khổ lỗ chi tâm một phần mười tính toán lực phân công cho nó đánh bại kiếm khách hồi lỗi tại kiếm tu cùng cấp bậc ngươi nhưng vì đỉnh tiêm nó sẽ thủ hạ lưu tình nhưng vẫn là sẽ làm bị thương đến ngươi tư phạm nói ta không sợ cứ như vậy vương hướng trì mở ra thụ ngược đái con đường tư phạm nhìn xem trong chẳng thụ ngược đái vương hướng trì, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ đó chính là hắn có thể cho mình đồ để thiết lập một cái cửa ải tại không có thông qua trước đó không cho phép tấn cấp luyện khí 12 tầng chúc cơ ban đầu chung cao mỗi một cái tiểu giai đoạn luyện chế một cái chiến lược mạnh nhất khôi lỗi lại thêm khôi lỗi tri tâm khống chế Muôn tấn cấp trước tiên đánh bại khôi lỗi lại nói ngay tại từ phàm lối suy nghĩ thời điểm vương hướng trì trực tiếp bị kiếm khách khôi lỗi một kiếm đánh bay đồng thời trên không trung bị kiếm khách khôi lỗi nhẹ nhàng lao một cái cổ biểu thị nó đã thắng vương hướng trì đứng dậy đi tới từ phàm bên người một hạt liệu thương đan rực nuốt vào vương hướng trì sắc mặt mới hơi tốt đi một chút sư phụ luyện khí năm tầng khôi lỗi thật có thể mạnh như vậy à vương hướng chi thần sắc có chút tối nhạt hỏi Bộ này khôi lỗi tốc độ lực lượng đều ở luyện khí năm tầng đồng dạng tiêu chuẩn nó là thế nào chiến thắng ngươi từ phàm thuận miệng một câu tại vương hướng chi trong lòng gây nên sóng to gió lớn đúng vậy à nó là như thế nào chiến thắng ta vương hướng chi lầm bầm lầm bầm nói viên kia kiêu ngạo cùng giai vô địch tâm chậm rãi chìm xuống dưới kiếm này khách khôi lỗi sẽ một mực tại nơi này thẳng đến người đánh thắng nó mới có thể tấn cấp luyện khí sáu tầng chỉ là đề ý bí pháp kiếm đạo cái gì liền sẽ xem nhẹ một chút rất nguyên thủy đồ vật điểm này vi sư không dạy được ngươi ngươi chỉ có thể chậm rãi ma luyện Từ phạm chậm rãi nói khiêu chiến cái này khổ lối độ khó thì tương đương với bạch kim trình độ người chơi tại đi mít cùng truyền kỳ đổi dây bị ngược quen thuộc kỹ thuật tự nhiên là luyện được mê mơ sư phụ ta minh bạch vương hướng chỉ nói nghiêm túc ngươi ở chỗ này luyện từ từ đi ta đi dạy nhỏ tinh từ dẫn người đồ vật Từ phạm nắm lý tinh từ tay nhỏ đi tới phòng tu luyện đối với mỗi cái đồ đệ hắn cũng có rõ ràng địa vị sau đó dùng pháp bảo cùng một chút thủ đoạn khác đền bù còn lại khuyết điểm trong phòng tu luyện, sư đồ hai người ngồi đối diện. Tinh từ, những pháp thuật này đem người muốn học lựa đi ra. Tư phạm bày ra hơn 100 cái ngọc giản, đều là một chút hắn cải tiến qua pháp thuật. Không nóng này, chậm rãi chọn. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập 92 Lý Tinh Từ nhìn xem những này ngọc giản con mắt có chút tỏa sáng, hắn biết rõ hiện tại lựa chọn pháp thuật sẽ ảnh hưởng đến về sau sư phụ truyền thụ bí pháp. Mỗi cái ngọc giản trên cũng khắc lấy pháp thuật danh tự, Lý Tinh Từ có thể liếc qua thấy ngay xem lượt cái này hơn 100 cái ngọc giản. Tô phàm nhìn xem không nóng không vội chọn lựa pháp thuật lý tinh từ trong mắt trải qua một tia tán thưởng không nói những cái khác chỉ là phần này điềm tĩnh liền có thể nhường hắn về sau con đường tu tiên trên ít đi rất nhiều đường quanh co một người muốn chân chính an tĩnh lại thật rất buồn ngủ khó ước chừng một giờ công phu lý tinh từ chọn tốt tự mình muốn học bí pháp khuyến đồng thuật mê hồn thuật điểm linh thuật nhiếp hồn thuật ngũ hành tố hình thuật ngũ hành hãm tịnh thuật thiên ảnh thuật Tư phàm nhìn xem Lý Tinh từ lựa chọn pháp thuật gật đầu, đi là âm người con đường, cung này tấm chói trang sạch sẽ tướng mạo của thực là xứng cực kỳ. Hắn vẫn cho là chỉ có cùng tướng mạo không ghép đôi thủ đoạn mới có thể ra kỳ không dễ. Nhưng pháp thuật này ngươi lấy về chậm rãi học tập, không hiểu hoặc là có nghi vấn, ta ở thời điểm hỏi ta. Ta không có ở đây thời điểm, hỏi ngươi sư huynh sư tỷ. Từ phàm chậm rãi nói, hiện tại hắn cắt chén tách sở linh hồn sau di chứng còn có, hiện tại cần tu dưỡng. Minh Bạch, chậm rãi học, vì sư hiện tại cần tu dưỡng một hồi. Từ Phạm cảm giác thể nội có đau từng cơn chuyển đến. Đồ nhi cáo lui, nhìn xem Lý Tinh từ sau khi đi, Từ Phạm bắt đầu tê răng nhích miệng, thật đạp mã đau. Từ Phạm nhịn đau xuất ra nhất nhị giai lạc tình đan, đây coi như là đồ linh hồn thuốc đại bổ. Nửa tháng sau, Từ Phạm cầm từ Nguyệt Tiên mua sắm linh quán cùng dị bảo, đi tới dưới mặt đất sản xuất mật thất. Mọi núi trong mật thất, Từ Phạm nhìn xem như dụng cụ tinh vi vận hành dây chuyển sản xuất, hai lòng gật đầu, cuối cùng phát hiện gánh chịu Từ Phạm linh hồn khối lỗi khắc họa phù văn tốc độ có vẻ như có vui vẻ một chút. Không tệ, đoán chừng về sau sản xuất tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đem đầy đủ dây chuyền sản xuất dùng một năm linh quáng cùng dị bảo sau khi để xuống, Tư Phàm quay trở về tới trên mặt đất. Dưới mặt đất có khôi lỗ chi tâm đồng dạng không ra được cái vấn đề lớn gì. Đỉnh núi bên trong, Tư Phàm rất có hứng thú nhìn xem Vương Hướng Chi tại cùng kiếm khách khôi lỗi quyết đấu. So với lần trước, hiện tại Vương Hướng Chi có chút phản phát quy chân, kiếm đạo hoa và một thể cảm giác, một chiêu một thức cũng rất có cảm giác, nhưng dạng này vẫn như cũ không phải kiếm khách khôi lỗ đối thủ. Tử Cương cùng Từ Nguyệt Tiên ở bên cạnh quan chiến, một mặt đồng tình biểu lộ, cũng may thời điểm sư phụ không có phải ra cái đồ chơi này đến ma luyện bọn hắn. Từ Cương, Nguyệt Tiên, các người đến một cái. Từ Phàm vừa cười vừa nói, vung tay lên hai không chúc cơ kỳ khổ lỗi xuất hiện tại Từ Phàm trước mặt. Một không thuật pháp ngũ hành khối lỗi là Từ Cương, chúc cơ sơ kỳ thực lực. Một không ẩn thứ khối lỗi là Nguyệt Tiên, chúc cơ trung kỳ thực lực về sau các người muốn tấn cấp liền không có thời gian hạn chế, chỉ cần đánh bại khổ lỗi, các người liền có thể tấn cấp. nửa tháng nay, tư phàm một là khôi phục trên linh hồn thương thế, hai chính là luyện chế hai cái đô đệ khiêu chiến khổ lỗi. cái này hai không khổ lỗi ngoại trừ kháng đánh, ở mọi phương diện đều là đồng dạng tiêu chuẩn, nhưng đều là khổ lỗi chi tâm trực tiếp khống chế. tư phàm hướng về phía nơi xa một cự thạch nhẹ nhàng điểm một cái, cự thạch phẳng phất có sinh mệnh biến thành một bộ cao 5m 5 mét nham thạch cự nhân đây là hắn điểm linh ra sân bãi sửa chữa người sư phụ đánh bại cái này khô lỗ liền có thể tấn cấp từ cương ngạc nhiên nói hắn gần nhất đã đến chút cơ sơ kỳ đỉnh phong áp chế tu vi áp chế có chút vất vả tư phàm không nói chuyện trực tiếp đem bộ kia thuật ngũ hành pháp khô lỗi phải đến một chỗ khác trong sân sư phụ ta đem ngươi khô lỗi làm hỏng gió khác đau lòng á từ cương nói liền theo khô lỗi qua bên kia khiêu chiến theo một trận tiếng oanh minh chiến đấu bắt đầu nhưng cũng kết thúc nơi xa thuật pháp khô lỗi treo lên tám sắc ngũ hành vòng báo hộ cầm trong tay từ hàn băng tạo thành trường thương không đến từ cương trên cổ đôi cừng ta pháp thuật oanh tạc từ cương trừng chóng mắt nhìn trước mắt khô lỗi trong lòng gọi thẳng sư phụ gian lận nhìn sen từ cương biểu lộ từ phàm trực tiếp nói ra ngươi mấy cái kia lớn uy lực pháp thuật cũng bị tránh khỏi ta không có gian lận ta không phục từ cương tiếp tục khiêu chiến Ba phút sau, Từ Cương một mặt để oải về tới Từ Phàm bên người. Lúc này lúc đầu thuật pháp ngũ hành khô lội đã bị quỷ thứ khô lội thay thế. Từ Phàm nhìn một chút Từ Nguyệt Tiên, ra hiệu tới phiên người. Ta cũng không tin một cái chút kỳ khô lội có thể có bao nhiêu lợi hại. Từ Nguyệt Tiên nói dẫn theo một cái dài hai mét lớn thư đi tới. Ba phút sau cũng như Từ Cương, về tới Từ Phàm trước mặt. Về sau Vi Sư môn hạ chính là cái này tiêu chuẩn. Luyện khí ba tầng về sau, liền bắt đầu khiêu chiến, chỉ có thằng mới có thể tấn cấp. Từ phàm chính nhìn xem hai cái đồ đệ hình dạng gật đầu, thắng cấp nhanh như vậy có cái lông tác dụng, cuối cùng còn không phải bị vi sư trấn ác. Biết rõ sư phụ, lúc này bên người có bao nhiêu một vị vương hướng trì. Từ phàm xuất ra một mặt gương lóm, bên trên có ba người khiêu chiến lúc thu hình lại, có thể ra tốc cùng thả chậm. Đây là gương lóm, các người mỗi thất bại một trận liền đến xem một lần, để biết mình chênh lệch ở nơi đó. Từ phàm là ba cái đồ đệ biểu thị gương lõm tác dụng cứ như vậy từ phàm môn hạ đệ tử vượt qua đau nhức cũng vui vẻ thời gian bị ngược rất thảm nhưng là tiến bộ là thật nhanh một năm sau trong phòng tu luyện tư phàm nhìn sen tự mình trong tay thời không chi cát trong mắt lưới lên một tia không cam lòng đây là hắn bán 200 cái trong bàn tay nông trường có linh thạch về sau hoa ba nghìn vạn linh thạch mua thời không chi cát Mùa năm này tử Phàm đã bắt đầu dùng tới thời gian phòng nhỏ, chỉ cần có thời gian ngay tại thời gian trong phòng nhỏ thăm mộ hoặc nghiên cứu tu tiên chi đạo. Một năm nay, bằng Phúc tới một lần, cùng tử Phàm Hàn Huyên một trận về sau, lại trở về cấm địa phòng tuyến, trước khi đi lưu lại năm 2000 vạn linh thạch, cũng nói do cấm địa phòng tuyến 60 tòa tiên thành quảng cáo sinh ý, đã không, giống trước kia như thế kiếm tiền. Sự thật chứng minh là lợi ích siêu tưởng tượng là quản chi là người tu tiên cũng bắt đầu không biết xấu hổ, hiện tại cấm địa phòng tuyến khu vực, chiếm đầu to đã không phải là khuyết thiên môn sau đó từ phàm lại hỏi thời không chi cát sự tình bằng phúc cũng biểu thị bất đắc dĩ mặc dù hắn cùng trung tâm đại lục có liên hệ nhưng là loại này cấp bậc cực không chi bảo hắn cũng là không lấy được cho nên từ phàm trong mắt mới có một chút vẻ không cam lòng nhưng sau đó liền cũng thoải mái bởi vì hắn thăm dò được liền liền khuyết thiên môn mua sắm thời không chi cát cùng một năm một nghìn tám trăm vạn linh thạch một cân mua nó cho ta có thể tạo ra đi cực không chi vực phi thuyền về sau nhất định phải đem cái đồ chơi này giá cả đánh xuống tử phạm hung hãn nói sau đó liền cầm thời không chỉ cắt một đầu chui vào thời gian phòng nhỏ mà thời gian phòng nhỏ bên ngoài ba cái không có biện pháp tấn cấp đồ đệ ngay tại khổ đại cừu thâm đối với gương lõm đến phục chính bàn chiến đấu mới vừa rồi sau đó bọn hắn liền phát hiện một cái từ phàm độ cho bọn hắn sơ hở chỉ cần bọn hắn tại khôi lỗi trong tay kiên trì sau một tiếng khôi lỗi liền sẽ thả ra một sơ hở cho bọn hắn đây là khiêu chiến cuồng ma vương hướng trì tại kiên trì sau một giờ phát hiện bí mật nếu như từ phàm tại khẳng định sẽ nói nói đùa ta không bán ít sơ hở cho các người các ngươi đời này cũng tấn không được cấp bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập chín Thời gian trong phòng nhỏ, Từ Phàm trong thoáng chốc mới phát hiện mình đã 40 tuổi. Một mặt hàn băng kính xuất hiện tại Từ Phàm mặt, nhìn xem băng trong kính tướng mạo thường thường tự mình, Từ Phàm cười, bây giờ trong gương gương mặt kia đã cùng kiếp trước tự mình không hề khác gì nhau. Duy nhất khác biệt khả năng chính là trên thân kia cổ vạn đạo tiêu giao khí chất đi. Đi đến tại luyện khí kỳ việc cần phải làm đều không khác mấy, đáng ghét nhân vật chính cũng không thấy. Tiếp xuống sự tình chính là tại thời gian phòng nhỏ hào hảo đợi làm nghiên cứu, chờ đợi thăng cấp là được. Thời gian như thoi đưa, đảo mất 5 năm đã qua. Lúc này, Từ Cương cùng Từ Nguyệt Tiên lần lượt đánh bại khô lỗi đạt được tấn cấp, vương hướng chi sớm tại 3 năm trước đây liền khiêu chiến thành công. Hiện tại ngoại trừ tông môn nhất định phải làm nhiệm vụ, sau đó ngay tại trong nhà ngạnh cương từ phà mới luyện chế khô lỗi, hiện tại đã luyện khí 6 tầng. Đến tận đây, ba người lại lâm vào đến một cái khác phòng tra tấn. Nhỏ nhất Lý Tinh từ đã 12 tuổi, đã thành nhẹ nhàng thiếu niên, công tử chi phong sơ hiện, có năm đó cha hắn mười điểm đẹp trai hiện tại đã luyện khí ba tầng chủ tu huyễn thuật linh hồn một đạo ổn chát ổn đã bộ dáng nhưng từ phàm phi thương hài lòng đặc biệt vì hắn tỉ mỉ luyện chế một cái pháp khí sơn hà đồ hắn giá trị không dưới đồng dạng bảo khí hôm nay bữa tối từ phàm theo thời gian trong phòng nhỏ đi tới cùng bốn cái đầu đệ cùng đi ăn tối từ nguyên tiên chuẩn bị đầy bán thức ăn ngon đều là từ phàm thích ăn hôm nay cái gì thời gian nhiều như vậy thức ăn ngon từ phàm vừa cười vừa nói không có việc gì chính là nghĩ hiểu kính sư phụ ngài một cái. Từ Nguyệt Tiên vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận hồi ức. 24 năm trước cái này một ngày, hắn cùng đại ca được đưa tới cái thế giới thần kỳ này, nhưng bọn hắn có thể cải biến vận mệnh. Cho nên hàng năm cái này thời điểm, năng cung đại ca kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị một lớn cái bàn đồ ăn, lấy cảm tạ sư ơn, dùng cái này biểu đạt lòng hiếu thảo của mình. Có đúng không? Các người đã theo ta 24 năm. Từ phạm cảm khải nói, tại thời không phòng nhỏ đợi có dũng khí thời không rối loạn cảm giác. Dựa theo tuổi thật tính toán, hiện tại Từ Phàm đã 50 tuổi, nhưng tướng mạo vẫn là cái thiếu niên, thân là luyện đan đại sư hắn, nếu để cho tự mình dung nhan theo thời gian mà trôi qua, vậy hắn cái này luyện đan đại sư còn không bằng đi chơi Ali cho. Gia gia của các người nãi nãi thế nào? Từ Phàm hỏi, dựa theo suy tính, hai vị kia lão nhân già đã đi, gia gia nãi nãi trước sau chân, trăm tuổi vinh thọ, vô tai vô bệnh hỉ tang. Tử Cương nói, trong lời nói cũng không quá nhiều bi thống, tại bọn hắn nơi đó, vô tai vô bệnh, sinh mệnh đi đến phần cuối về sau, con cháu là không cho phép khóc, đây là quy củ. Lão nhân ra, trước khi đi, liền không có cái gì nguyện vọng. Từ phàm đột nhiên nghĩ đến tự mình vị này đại đồ đệ tuổi tác, có vẻ như đã hơn 30. Gia Gia đương nhiên là có nguyện vọng, đó chính là nhường đại ca cưới tiểu tịch muội muội làm vợ. Từ Nguyệt Tiên trên miệng nói, đối với đại ca không có hoàn thành Gia Gia ý nguyện bất mãn hết sức. Ta chỉ là cầm tiểu tịch muội muội là muội muội xem, chưa từng có ý tứ này. Ta bằng lòng Gia Gia chỉ là nhường hắn cuối cùng đi an tâm một điểm. Tư cương vội vàng nói, hắn cả đời mục tiêu đã định, canh giữ ở sư phụ mê người tận hiếu, thuận tiện tu tiên thành đạo. Từ phàm chính nhìn xem vị này để đệ đồ đệ khẳng cự bộ dáng, liền biết do có ẩn tình khác. Ngươi còn có cái gì lo lắng nói ra, trưởng giả nguyện vọng nhất định phải hoàn thành. Từ phàm nói, cái này tiểu tịch hắn cũng biết qua, lại bị lão nhân thù dưỡng về sau, nhất định sau này mình là từ cương người. Sư phụ, tiểu tịch là ngũ linh căn, mà lại linh cảm rất yếu, con đường tu tiên đã đoạn tuyệt. Tiên phàm mến nhau, ta không muốn chậm trễ tiểu tịch. Từ cương ngữ khí rất chân thành. Người cân nhắc có lý, ngày mai đen tiểu tịch nhận lấy đi. Chuẩn bị một cái, đến thời điểm ta cho các ngươi chủ hôn. Từ phàm rất cao hứng nói, liền cùng vất vả nuôi ngốc con trai cả muốn kết hôn. Từ cương sững sở, sư phụ bắt đầu giả nô si ngốc rồi. Sư phụ, ngươi, không phải liền là ngũ linh căn, không phải liền là linh cảm yếu à. Từ phàm khinh bị chính nhìn sen đại đồ đệ. Vì chỉ là một cái tiên phàm mà vứt bỏ lấy lại mụi tử, tại thôn chúng ta, người sẽ bị mắng chết. Mũ Linh Căn cũng không phải không có Linh Căn, người biết rõ thời gian này tối cùng chi đạo là cái gì không? Từ phàm nhìn xem Từ Cương nói, cái gì? Từ Cương bắt đầu vảnh tai, bên cạnh Từ Nguyệt Tiên cùng hai huynh đệ cũng bắt đầu dựng lên lộ tai. Khắc kim đại đạo, Từ phàm biểu lộ vô cùng thần thánh. Mũ Linh Căn, Linh Cảm Yếu, ngũ hành bản nguyên đến trên một ao, mỗi ngày ngâm trong bồn tắm. Người nói Linh Cảm Yếu, còn là vấn đề à? Từ phàm nói, không là vấn đề, nhưng là ngũ hành bản nguyên kia thế nhưng có Linh Thạch cũng không mua được tốt đồ vật. Từ Nguyệt Tiên nói, ngũ hành bản nguyên kia thế nhưng thiên địa chí bảo, luyện hư kỳ trở súng tu sĩ liền nhìn tư cách cũng không có. Linh thạch mua không được, vậy là ngươi hạ phẩm linh thạch, ngươi dùng thượng phẩm linh thạch, ngươi dùng cực phẩm linh thạch, nó có thể mua không được, chỉ là giá cả không đủ nhiều thôi. Ngươi nói chiến lược không mạnh, nội môn ngoài cửa lớn kia hai đấu hợp thể kỳ giao long, cưới một lần 8000 linh thạch, ngươi nói dùng ngàn vạn linh thạch năng không thể bảo hộ ngươi 10 năm. Từ Phàm còn nói thêm, hiện tại đã xuống đến 6000 linh thạch. Từ cương ở bên cạnh cải chính, xem ra sư phụ là thật lâu chưa từng đi nội môn. Từ phàm nếp một cái từ cương, ý tứ chính là cái này ý tứ, tu tiên giới hết thảy đều có khả năng. Ta hiện tại hỏi ngươi, gia nhập tiểu tịch có thể cùng ngươi trên tu tiên lộ đi xuống, ngươi nguyện ý cưới nàng à? Lúc này từ cương thấp thỏm hỏi, sư phụ, có phải hay không cưới tiểu tịch liền có thể chuyên tâm tu tiên đại đạo? Từ phàm quay đầu không để ý tới cái này khờ hàng, trực tiếp hướng về phía từ nguyệt tiên nói ra. Trước dẫn tiến tiểu tịch trở thành tiên dân, sau đó tại ngoại môn tiên thành chuẩn bị một sân chuẩn bị xong sau, liên đề ca của ngươi cùng tiểu tịch kết hôn được rồi từ nguyệt tiên cao hừng nói tại tu tiên giới tu vi càng cao muốn dòng dõi vượt không dễ dàng tại trúc cơ kỳ là dây bằng dạ tự tốt nhất thời gian Đen đại đồ đệ hôn sự an bài tốt về sau từ phàm lại đem ánh mắt chuyển rời đến từ nguyệt tiên trên đầu nguyệt tiên ngươi thật giống như so ca của ngươi nhỏ hai tuổi đi từ phàm hít mắt nói từ nguyệt tiên đã giật mình liền vội vàng đứng lên hướng về phòng bếp chạy tới ta còn có một món ăn không có làm xong từ phàm nhìn xem từ Nguyệt Tiên bóng lưng quay đầu hướng về phía Từ Cương nói ra. Ngươi xem, em gái ngươi nhiều co linh. Từ Cương gãi đầu hắc hắc nói ra. Cho nên bình thường ta cũng nghe Nguyệt Tiên. Sắt hàm hàm sinh tổn trí tệ. Một bữa cơm ăn xong, cũng không gặp từ Nguyệt Tiên xuất hiện. Từ phàm trực tiếp nói ra. Tốt, ra đi. Ca của ngươi đần, cho nên vi sư chuyện khác phải nhiều giúp đỡ điểm. Ngươi như thế co linh, phụ quân của ngươi đương nhiên là chính ngươi tìm. Ngươi không nguyện ý, ta còn có thể ép buộc ngươi không thành. Từ phàm lắc đầu nói, nàng còn không biết do so ép duyên hạnh phúc sư phụ vậy ta không tìm phu quân có được hay không từ nguyệt tiên cầm trong tay một cái đùi gà từ phòng bếp vui sướng chạy tới nói từng cái cũng khó như vậy chị từ phòng ngẩng đầu nhìn sen đầy trời tinh vũ nói bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập 94, yêu linh giới cự đồ thánh địa diệp tiêu giao ngay tại hưởng thụ lấy mấy vị hồ tộc thiếu nữ xòa bóp trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ tại yêu linh giới như thế thời gian dài thời gian dần trôi qua có chút quen thuộc cuộc sống ở nơi này lao kiếm người kia nguyên linh khí cái gì thời điểm mới có thể gom góp Ta lại chờ đợi ở đây đoán chừng liền biến thành yêu tộc, diệp tiêu giao thoải mái đổi một cái tư thế, hiện tại hắn thân là cự đồ thánh địa thiếu chủ, tại yêu tộc bên trong địa vị có thể so với một chút tiểu tộc tộc trưởng, Lên một chút hợp thể yêu tộc đều muốn cho mình mặt mũi, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có hơn 50 năm, đoạn này thời gian ngươi ngay tại cái này chậm rãi đợi đi, ta xem ngươi làm thiếu chủ làm cũng rất dễ chịu. Thưa gì cái này 50 năm, ngươi thu thập nhiều linh thạch, thiên địa dị bảo, linh quang cái gì? Lấy ngươi thiếu chủ thân phận, thu thập tài nguyên tốc độ nhanh hơn nhân giới nhiều. Lao kiếm tại Diệp Tiêu Giao trong lòng nói, trong giọng nói cũng không phải là rất muốn cho Diệp Tiêu Giao trở về. Diệp Tiêu Giao thở dài một hơi nói, cự đồ thánh địa kia nồng đậm yêu khí nhưng hắn bây giờ còn có không thích ứng. Mặc dù bản thân hắn bởi vì công pháp cũng phát ra yêu khí. Về sau ngươi cần phải người làm đại sự, hiện tại trước mắt chút chuyện này tính toàn cái gì? Lúc ấy ta vì một cái ma kiếm, tăng đẳng tại thiên ma giới ẩn núp một vạn năm lâu. Lão kiếm nói, đạt được cái kia thanh ma kiếm về sau, hắn lên trảm phá tự mình tương lai thân, thành tựu tiên đế. Người tại thiên ma giới ẩn núp một vạn năm, không phải là vì trộm nhân ra ma kiếm đi. Diệp tiêu giao biệu môi nói, ta còn không biết rõ người. Ha ha, tu tiên sự tình sao có thể gọi trộm mà, lại nói kia là ma tu, người người có thể chu diệt, ta cầm kiện đồ vật rất bình thường. Lão kiếm vừa cười vừa nói, ngoại môn một tòa bên trong tòa tiên thành, Từ Phàm gặp được tên kia gọi tiểu tịch thiếu nữ, chỉ một cái liếc mắt, Từ Phàm liền nhận định cái này đồ tức, đôi mắt sáng lên nhìn, chán mày ngài, "Tiểu tịch, đây là người đại ca cùng sư phụ của ta." Từ Nguyệt Tiên cao hừng nói, đối với mình sư phụ ủng hộ hắn đại ca cùng tiểu tịch hôn sự là một vạn cái ủng hộ. Tiểu tịch gặp qua tiên nhân bà bà tốt, tiểu tịch dừng một cái, khả năng đang suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Ha ha, tiên nhân bà bà, xưng hô thế này ta ưa thích. Tư Phạm xuất ra một khối ngàn linh ngọc đưa cho tiểu tịch. Về sau không muốn gọi tiên nhân bà bá, gọi ta sư phụ đi, ta thu ngươi là ngoại môn đệ tử, về sau từ cương chính là của ngươi đại sư huynh. Dạng này các ngươi kết hôn, cũng có thể truyền là một đoạn giai thoại. Từ phàm cười nói, Nguyệt Tiên, đem chuẩn bị đồ vật cũng lấy ra. Từ Nguyệt Tiên theo trong không gian dưới chỉ xuất ra rất nhiều linh đan, còn có một khối công pháp ngọc giản. Đây là tích hợp luyện khí sơ kỳ tu luyện dùng linh đan, còn có một bộ công pháp, tên là ngũ hành quyết, háo hảo tu luyện. Tạ ơn tiên nhân bà bá. Tiểu tịch hành lễ nói cảm ơn. Xưng hô sai, về sau đổi gọi sư phụ. Từ nguyệt tiên cải chính. Sư phụ, tiểu tịch vội vàng nói. Được, sau ba tháng, từ phàm vì mình đại đồ đệ chủ trì thành hôn lễ về sau, liên tiến vào thời gian dài bế quan. Hắn muốn tiếp tục thôi diễn ngũ hành quyết. Tại hắn vừa tới luyện khí 12 tầng thời điểm, đã đem ngũ hành quyết thôi diễn đến chúc cơ kỳ, hiện tại đồ đệ của mình môn tái qua mấy chục năm cũng muốn đến. Kim đan kỳ, ngũ hành quyết cũng muốn đuổi theo bước chân. Thôi diện công tuyệt đối là tốn thời gian nhà giàu, hiện tại từ phàm vô luận là luyện đan, luyện khí, phù văn, hồi lỗi, pháp thuật cũng thể đến tu vi bên trên, nếu như tu vi không thể đi lên, những này cũng sẽ không có quá. Lớn tiến bộ, tu tiên không tuế nguyệt, trong ngày mắt 50 năm đã qua, lúc này từ phàm đã tiếp cận đại nạn, thân thể bắt đầu cấp tóc giả yếu bắt đầu. Tại tu tiên giới, quản chi là chủ nhan có đạo, tài sinh chính xác cuối cùng một năm đều sẽ lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Cái này 50 thời kỳ, Từ Cương cùng Từ Nguyệt Tiên đều đã tấn cấp đến Kim Đan kỳ, tiếp tục tu luyện từ phàm cho bọn hắn ngũ hành quyết. Tiểu tích tại từ phàm khắc kim chỉ đạo quán thâu dưới, hiện tại cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Vương Hướng Chỉ cùng Lý Tinh từ đối huynh đệ này đều đã trúc cơ, nếu không phải khiêu chiến khô lỗi đè ép, hiện tại đoán chừng cũng liền Kim Đan kỳ. Về phần Vương Vũ Luân, con hàng này sớm tại 30 năm trước tấn cấp Kim Đan kỳ, hiện tại đã là ngoại môn chiến đường trưởng lão. Hắn vốn hẳn nên tiến vào phù thiên thuyền vệ đội, chỉ là trở ngại tự thân cái này kỳ quái thể chất. Liên cự tuyệt tự nguyện hạ giá tiến vào ngoại môn chiến đường là trưởng lão lúc này theo không gian phòng nhỏ sau khi ra ngoài từ phàm trực tiếp đem lý tinh từ giận này mình bộ dáng này kia là đại nạn sắp tới biểu hiện sư phụ người làm sao một vị trắng tinh như ngọc trương sam bồng mình chọc thế công tử vội vàng tiến lên nâng từ phàm biểu lộ có chút khó mà tiếp nhận không bao lâu công phu từ phàm tất cả đệ tử cộng thêm vương vũ luân một nhà tất cả đều đi tới từ phàm phòng tu luyện thời gian phòng nhỏ đã bị từ phàm thu hồi bắt đầu tất cả mọi người vừa đến liền bị từ phàm bộ dáng cho kinh trụ từ đại ca người đây là làm sao đại nạn sắp tới vương vũ luôn nhìn xem từ phàm hắn có chút không dám tin tưởng có tuyệt thế thiên tư từ phàm sẽ tiến vào đại nạn những năm gần đây hắn vẫn cho là tử phàm đang vì tuyệt phẩm trúc cơ mà chuẩn bị dù sao dòng hắn dạng này có tuyệt cao nữa là phú người nhất phẩm trúc cơ cũng là có chút điểm nhìn không lên không cần lo lắng đại nạn sắp tới còn sớm ta chỉ là đang nghiên cứu sinh mệnh bí thuật mọi người không cần lo lắng từ phàm chậm rãi nói, đại nạn cảm giác thật không dễ chịu, sinh mệnh lực, tu vi một nháy mắt không sai biệt lắm bị hút đi chín tầng. Hiện tại hắn cùng thời gian 80 tuổi lão đầu không có gì khác nhau. Cái này thời điểm, Từ Cương dưng dưng nói ra, sư phụ, người vẫn là tấn các trúc cơ kỳ đi, cầu ngài không muốn đang theo đuổi truyền thuyết kia bên trong tuyệt phẩm trúc cơ. Đã là kim đan tu sĩ Từ Cương, hắn trên người Từ phàm đã cảm thấy sinh mệnh mục nát khí tức, đây chính là đại nạn sắp tới biểu hiện. Từ Nguyệt Tiên xuất ra một cái dùng linh tinh làm vật chứa, bên trong có 10 giọt mộc chi bản nguyên, một cô cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực từ đó phát ra. Sư phụ, người đem cái này uống xong đem, có thể tái tạo linh nguyên duyên thọ trăm năm. Từ Nguyệt Tiên hốc mắt cũng có mắt nước mắt đào quanh. Cùng sư phụ đã sớm chịu ở chung hơn 80 năm, diệt sư diệt phụ, nàng không dám tưởng tượng về sau không có sư phụ ở thời gian, như thế tu tiên còn có cái gì ý tứ. Từ phàm phất phất tay biểu thị không cần, ta thật vất và tốn hao món tiền khổng lồ đến đại hạn, ngươi còn muốn cho ta nối liền không cửa. Vi sư đang đuổi tìm kia một tia chí cao đại đạo vết tích, hiện tại bộ dáng này các người không cần lo lắng. Từ Phạm nói mấy câu, đã còn có một điểm nhỏ thở. Sư phụ, ngài đã thật lợi hại, kia chí cao chi đạo có thể hay không không truy tìm, hiện tại sư phụ đã đại nạn sắp tới, ngoại trừ chí bảo bản nguyên, khác cũng không đủ sức sai chuyển trời đất. Sư phụ, người liền đem cái này mộc chi bản nguyên uống xong đi đúng á sư phụ ngươi cứ uống xuống đi nhóm chúng ta không thể không có ngươi lúc này tất cả đồ đệ cũng quỳ xuống từ nguyệt tiên quỳ gối từ phàm phía trước giờ gánh chịu mộc chi bản nguyên linh tinh nói các ngươi đều là hảo hài tử yên tâm sư phụ có nắm chắc chân quý như vậy ngũ hành trí bảo tự mình giữ lại dùng anh từ phàm vừa cười vừa nói cảm giác tự mình mấy vị này đồ đệ thu rất đáng từ nguyệt tiên nhìn xem từ phàm già yếu bộ dáng rất là đau lòng thế là cắn răng nói ra sư phụ lần này ta thay ngài làm chủ quản chi ngài có trăm phần trăm nắm chắc ta cũng phải vì ngài thêm một tầng bảo hiểm một cõ linh lực kinh người trong nháy mắt khống ở tử phàm bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá ta thành lập tông môn tập 95, cảm giác được mình bị khống chế lại về sau tử phàm tức thiểu chút nữa tại chỗ qua đời người biết rõ ta thời gian chân quý cỡ nào sao người biết rõ vi sư dùng bao lớn đại rồi mới đem cái này thời gian tiêu hao hầu như không còn sư phụ ngươi chờ có trách ta từ nguyệt tiên cầm gánh chịu mộc chi bản nguyên linh tinh liền một cứng rắn rót tử phàm đây là vi sư tuyển nói người dạng này sẽ hại ta từ phàm nhìn xem nhãn thần kiên nghị từ Nguyệt Tiên nói, trong lòng rất là cảm động, loại này do gì ra điểm tin tức liền sẽ dẫn tới họa sát thân trí bảo đều có thể lấy ra, cái này đã đã chứng minh tự mình những này. Đồ đệ tâm ý, ta bỏ mặc sư phụ nói, ta chỉ làm cho sư phụ còn sống. Từ Nguyệt Tiên mắt nhìn thấy lập tức lên muốn đem một chi bản nguyên rót vào từ phàm trong miệng, kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng đã hình thành nhàn nhạt, nhạt mê vụ, hướng về từ phàm bên trong miệng chảy tới ai các người coi là sư phụ già rồi liền có thể ngỗ nghỉ cả lúc này hai đạo kim đan kỳ đình phong khí tức phóng lên tận trời hai không thân cao ba mét trọng giác hồi lỗi xuất hiện tại từ phàm bên người trực tiếp trấn trụ tất cả mọi người ở đây nguyệt tiên lấy về đem tâm ý của ngươi sư phụ nhận nhưng là cái này coi như xong Cẩn thụ được thể nội còn một tháng nữa sinh mệnh từ phàm lại tiếp tục nói ra lại cho vi sư một tháng thời gian nhưng thời điểm đột phá không đến chút cơ kỳ ta tự nhiên uống xong người mộc chi bản nguyên Tư phàm lại nhìn về phía vương vũ luân cùng mộ dung thiến nhi nói ra. Ta liệt đồ người mang trọng bảo sự tình, hy vọng hai vị giữ bí mật một cái. Ngươi nói gì vậy, ta còn có thể hại nguyệt tiên. Vương vũ luân trừng từ phàm liếc mắt nói, hắn biết rõ, đây là nói cho thiến nhi nghe. Ha ha, ta liền nói một cái. Từ phàm nhìn xem còn tại trên mặt đất quỳ bốn vị đồ đệ, rất là vui mừng. Các ngươi đều đứng lên đi, sư phụ ngươi thủ đoạn các ngươi cũng không phải không biết rõ, chuyện không còn nắm chắc, sư phụ ngươi làm sao đi làm quỳ trên mặt đất bốn người không nói lời nào, đồng thời trong lòng cũng quyết định chú ý, một tháng này liên thủ tại chỗ này, chờ đợi sư phụ tấn thăng trúc cơ kỳ. Phía sau một tháng, từ phàm nhưng vì là hưởng thụ trí tôn đãi ngộ, mỗi ngày từ cương cùng vương hướng trị đều sẽ chạy đến tất cả đại thương hội thu mua tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn cùng linh của, từ nguyệt tiên làm thành rất phong phú nhất đồ ăn. Lý Tinh Từ thì là tại tử phàm bên người, dùng quang ảnh thuật hình thành các loại hoa mỹ phong cảnh nhường tử phàm quan sát giải buồn, đây đều là hắn tận mắt nhìn đến phong cảnh. Theo tấn cấp đến trúc cơ kỳ về sau, Lý Tinh từ liền yêu du lịch. Cái này năm mươi thời kỳ, hắn gặp qua nhiều loại kỳ quan dị cảnh, cũng nhìn được đủ loại người cùng yêu thú. Hiện tại hắn nhìn thấy hết thảy, cũng dùng quang ảnh thuật thủ đoạn phát ra cho Tử Phàm xem. Một đoạn hai cái nguyên anh kỳ yêu thú đặc sắc chém giết về sau, Lý Tinh từ lại là Tử Phàm phát hình vô tận hải đáy biển cảnh sắc. Hắn thông qua Vương Vũ Luân quan hệ, theo phủ Thiên thuyền xuất hành qua mấy lần. Đây đều là người nhiều năm như vậy, thấy qua cảnh sắc. Tư Phạm hỏi, hiện tại hắn mặc dù cảnh giới vẫn là luyện khí 12 tầng đỉnh phong, nhưng là linh lực đã hạ xuống luyện khí tầng một tiêu chuẩn, đều là đồ nhi thấy. Lý Tinh Từ nhẹ nói, cảnh sát gặp qua, yêu thú gặp qua, người ngươi cũng đã gặp, người kia tâm người gặp qua không có. Tư Phạm vừa cười vừa nói, nếu là tự mình không hào hảo tuyển đồ đệ, hiện tại bọn hắn đoán chừng ngay tại phân tự mình di sản, lòng người ta cũng thấy. Lý Tinh Từ chậm rãi nói, lòng người là hắn gặp qua khó lường nhất, nhiều nhất màu đồng dạng đồ vật. Ngươi chỗ đi đường, sao ngươi những sư ca kia sư tỷ muốn đi đều muốn khó. Ngươi đoạn đường này muốn gặp đồ vật cũng quá, vì sư sợ ngươi nắm chắc không được bản tâm. Muốn chi một đạo, dễ dàng nhất nhập ma. Từ phàm chính nhìn xem vị này nhỏ nhất đồ đệ nói, trong lòng có chút hối hận dạy hẳn sáng tạo một bí thuật. Có sư phụ tại, ta sẽ không nhập ma. Lý tinh từ nói, biểu lộ rất là bình tĩnh. Tốt, liền xuống đến chúng ta nói chính sự. Đem ngươi nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, cũng cho sư phụ lộ ra tới. Nhìn xem một cái kia thích hợp làm vợ của ngươi. Từ phàm nói đùa nói, tốt, nhiều năm như vậy đệ tử đi qua, Vạn Hoa Tông, Giao Chỉ Thánh Địa, khi Nguyệt Tông, Nguyệt Ảnh Cánh Cửa, Thiên Âm Thánh Địa. Sư phụ muốn từ cái kia môn phái nhìn lên. Lý Tinh từ cười hỏi, đối với tử phàm còn có thể mở cho hắn trò đùa hắn rất vui vẻ. Trước theo Giao Chỉ Thánh Địa đi, ta đối cái này địa phương tương đối hiếu kỳ. Tử phàm biểu lộ kỳ quái nói, cái này môn phải có chút xuất diện á. À? Được, Lý Tinh từ vung tay lên, một bộ trắng lệ cảnh tượng xuất hiện tại tử phàm trước mặt. Đại nạn cuối cùng một ngày, từ phàm ngoài phòng tu luyện, bốn vị đồ đệ khẩn trương ở ngoài cửa chờ đợi nguyệt tiên tình huống không đúng chúng ta lập tức xông vào phòng tu luyện cho sư phụ mộc chi bản nguyên tinh tử người phụ trách dùng nguyễn thuật nhường sư phụ hôn mê ta cùng hướng chỉ ngăn trở sư phụ khổ lỗi động tác phải nhanh nhiều nhất không thể vượt hơn phân nửa hơi thở thời gian từ cương nói, minh bạch, còn lại ba người một ngụm đồng thanh nói, còn lại thời gian, bốn người cũng tại chăm chú nhìn chăm chăm phòng tu luyện cửa ra vào. Lúc này từ phàm cũng có chút khẩn trương, vạn nhất chính mình cái này phế vật hệ thống không đáng tin cậy làm sao bây giờ. Từ phàm trên thân cái hệ thống này chỉ có tại có đại năng tu sĩ do xét thời điểm có thể giúp đỡ che lấp một cái, khác nửa điểm tác dụng cũng không có. Hệ thống, người cũng đừng không đáng tin cậy a. À. Từ phàm vừa dứt lời, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại từ phàm trước mặt. Bên trên biểu hiện đến, cự ly đại nạn còn có 30 phút thỉnh túc chủ làm tốt chuẩn bị nhìn xem đếm ngược màn hình tư phạm viên kia bất an tâm chậm rãi đề xuống không dễ dàng à rốt cục muốn tới chúc cơ kỳ tại tiếp tục như thế liên Trấn không được đổ đệ tư phàm cao hừng nói mặc dù còn sót lại một điểm sinh mệnh lực đang từ từ trôi qua nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ hy vọng sau khi tấn cấp hệ thống có thể có một chút không đồng dạng địa phương nếu là nhiều cái thương thành hoặc là rút thưởng cái gì vậy thì càng tốt hơn tư phạm tốn sức nói lúc này hắn liền đưa tay lực khí cũng không có chỉ có thể làm mồi ở chỗ này hắn hiện tại thân thể chính là một giới phan thai lên một điểm pháp lực cũng không có ăn bất luận cái gì linh đan cũng vô sự vô bổ đương nhiên một chút duyên thọ linh đan hoặc là bảo vật hắn cũng không dám nếm thử ngay tại lúc đó yêu linh giới bên trong diệp tiêu dao nhìn trước mắt bị hủy truyền tống trận cảm khái vạn phần bởi vì hắn rốt cục có thể trở về nhà hơn 60 năm rốt cục có thể trở về nhà vẫn là lang tộc ăn mặc diệp tiêu giao nói tiểu tử người xác định không lưu lại tới sao người ta yêu tộc địa vị càng ngày càng cao đến thời điểm các loại nhân tộc hoặc là người trở thành yêu tộc chi chủ thời điểm trực tiếp hồ yêu tộc một bút lớn kia thời điểm người chính là nhân tộc đại anh hùng lão kiềm nói đề nghị của người rất tốt nhưng ta tại nhân giới còn có rất nhiều việc không có hoàn thành dựa theo người nói lưu tại yêu giới còn không biết được đợi đến cái gì thời điểm từ sư đệ đồ vật phải trả cha mẹ ta vẫn chờ ta trở về từ hôn mối thủ ta còn không có báo ta đã đã đợi không kịp Diệp Tiêu Giao lắc đầu nói, quản chi là hai tộc đại chiến, hắn cũng nghĩ đường đường chính chính trở thành vạn người kính ngưỡng đại anh hùng. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập 96, người nhất định phải trở về. Lão kiếm hỏi, ngươi hôm nay nói nhảm làm sao nhiều như vậy, nhất định phải trở về à, lý do ta cũng nghĩ kỹ. Liên nói ta bị vây ở một chỗ bí cảnh 60 năm, tu luyện tới nguyên anh kỳ. Diệp Tiêu Giao hưng phần nói, vậy thì tốt, nhưng là trước khi đi ta có lời muốn nói với ngươi. Mau nói, Diệp Tiêu Giao không nhịn được nói, có chút đồ vật nhìn như trùng hợp, nhưng thật ra là tất nhiên phát sinh, quản chi không có người cũng sẽ có người khác. Lao Kiêm nói xong, một đoàn thanh nguyên sắc vòng bảo hộ đem vượt dưới truyền tống trận vây lại. Lúc này, tại cựu ly khuyết thiên môn cách đó không xa một chỗ di tích không gian dưới đất cũng sáng lên một đoàn thanh nguyên sắc vòng bảo hộ, đang thông thả sửa chữa phục hồi kia mười mấy vạn năm trước truyền tống trận. Khuyết thiên môn, từ phàm ngọn núi nhỏ bên trong, bốn người ngay tại khiếp sợ nhìn xem bầu trời ngũ thải tường vân. Bởi vì cái gọi là tử khí đông lai ba ngàn dặm, ngũ thải tường vân nhanh thành nhân nhưng là cái này to lớn dị tượng ngoại trừ từ phàm các đồ đệ người khác ai cũng nhìn không thấy Mũ thải từng vân soi sáng ra ngũ sắc thần quang vừa vạn đối ứng từ phàm ngũ hành quyết từ phàm kia sinh mệnh khô cạn thân thể tại ngũ sắc thần quang chiếu rọi xuống bắt đầu chậm rãi khôi phục hô hấp vào giữa từ phàm khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ trong cơ thể của hắn ngay tại trải qua một trận biến đổi lớn vô tận ngũ sắc linh khí truyền thâu đến từ phàm thể nội Tử phàm trong đan điền là một mảnh 99 cầm phương viên một vùng không gian, lúc này ngay tại chậm rãi mở rộng, cuối cùng thẳng đến 990 cầm phương viên lúc mới ngừng lại được, đây là chút cơ kỳ cực hạ. Nguyên bản tràn ngập linh vụ hình dáng linh lực, hiện tại bắt đầu chậm rãi hướng về thể lòng chuyển biến, theo ngũ sắc thần quang linh lực rót vào, toàn bộ đan điền không gian đã bị linh dịch lấp đầy, cuối cùng bắt đầu chậm rãi áp. Xúc, sau một giờ, tử phàm hăng hái theo phòng tu luyện đi ra, tướng mạo vẫn còn so sánh trước đó hơi đẹp trai một điểm. Niết bàn trùng sinh, trở về vẫn là thiếu niên. Chúc mừng sư phụ tấn cấp thành thành công. Bốn cái đầu nhi chăm miệng một lời nói. Ha ha, các người tất cả đứng lên. Ta cũng nói qua, các người sư phụ lợi hại như vậy, làm sao lại làm chuyện không có nắm chắc. Hiện tại vi sư đã là trúc cơ kỳ. Các người những này kim đan kỳ đồ nhi, hiện tại vi sư có thể một tay trấn áp. Từ phàm hưng phấn biểu hiện. Nhưng bốn người biết rõ, từ phàm tấn cấp con đường cũng không phải là rất thuận lợi. Đúng lúc này, từ phàm đột nhiên tầm huyết dâng trào, một câu kinh người hàn ý đang từ từ ăn mòn hắn đây là có họa sát thân biểu tượng lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng vang ngày hôm qua mới vừa trở về phù thiên thuyền cùng ngũ đại hộ tổng chiến hạn xuất động hương chư tông ngoài cửa mỗ một chỗ bay đi khuyết thiên môn các đệ tử chú ý yêu tộc đột kích lập tức ly khai khuyết thiên môn một mực hướng bắc không chiếm được tông môn triệu tập không thể trở về tông môn bóc thiên kính báo động trước như đến lúc đó tông môn bị yêu tộc phá hủy chứa báo thù bầu trời vang lên thái thượng đại trưởng lão thanh âm lúc này nguyên bản bình tĩnh tông môn trong né mắt số loạn lên còn đứng ngay đó làm gì, thu dọn nhà là đi à Ta mới vừa tính một quẻ, không đi lưu tại Tông Môn chính là thập tử vô sinh Từ phàm một bên thu dọn đồ vật vừa nói Tại hắn tầng hầm còn có một to lớn dây chuyền sản xuất Còn tốt những năm này từ phàm để giành được không gian giới trị đủ nhiều Ta đi tìm cha mẹ ta bọn hắn Lúc này vương hướng chỉ liền muốn hướng ra phía ngoài bay đi Nhưng bị từ phàm ngăn lại không cần người đi, cha mẹ người đây không phải tới. Tư phạm chỉ vào bầu trời nói, cái gặp trên bầu trời, một không phi thuyền bộ dáng bảo khí tọa giá bay tới, đây là tử phạm chuyên môn cho vương vũ luân luyện chế tam giai bảo khí, công kích hào. Lúc này tử phạm đã thu dọn xong xuôi, tính cả bốn vị đồ đệ đồ vật cùng nhau thu dọn đủ, từ đại ca, nhỏ thép, nguyệt tiên, tinh tử, các người mau lên đây, ta mang các người đi. Vương Vũ Luân nhìn xem tử Phàm sững sờ, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Diệp Tiêu Giao tại một truyền tống đến nhân giới về sau, hắn một túi chữ vật đột nhiên nổ tung, một yêu tộc bảo khí lấy linh quang đột nhiên hóa thành một to lớn phù văn trận pháp. Lão kiếm đây là cái gì? Diệp Tiêu Giao kinh hoàng hỏi, hắn có một loại cảm giác, lần này hắn muốn xông đại họa. Đây là đạo khí, vượt giới truyền tống bàn. Cái này địa phương đã không thể ở nữa, ta đưa ngươi đi. Lúc này, một cái nhường Diệp Tiêu Giao quen thuộc lại sợ thanh âm truyền đến. Ta đáng yêu đổ đệ, vì sư chờ ngươi như thế thời gian dài, rốt cục đợi đến ngươi về nhà. Vì ban thưởng ngươi, vi sư thay ngươi tản sát cái này một châu sinh linh như thế nào. Cự đồ yêu tôn cùng mặt khác 19 cái thân ảnh khổng lồ, theo truyền tống trận đi ra. Nhân giới, từ đó về sau liền muốn đổi tên, kiệt 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 kiệt. Cự đồ tôn giả Thanh Âm làm cho người không rét mà run, nhưng vào lúc này, diệp tiêu do thân hình linh quang lấy lên, cũng đã biến mất không thấy. Anh, quân cờ biến mất, quên đi, dù sao đã mất đi tác dụng. Cự đồ yêu tôn nhìn xem truyền tống trận lần lượt truyền tống tới yêu tộc gật đầu, đi ba cái yêu tôn đem cái kia tiểu môn phái cho đồ sau đó cùng cổ yêu trong cấm địa đám phế vất kia tập hợp trước chiếm lĩnh nhân tộc một cái lục địa lại nói cự đồ yêu tôn tùy ý nhìn xem chung quanh trực tiếp hướng về phía phương hướng đấm tới một quyền ở xa trăm dặm có hơn một tòa thế tục thành nhỏ trực tiếp hủy diệt minh bạch ba vị cự hàn hướng về khuyết thiên tông phương hướng bay đi trong ánh mắt lóe ra khát máu quang mang đã rất lâu chưa từng ăn qua tu tiên giả thịt Khuyết Thiên môn thái thượng đại trưởng lão, cũng là Khuyết Thiên môn bên trong duy nhất tổ kiếp kỳ, ngay tại một người khống chế toàn bộ hạm đội, kia lão gia người nói ta chính xác luôn có một kiếp, không nghĩ tới thật đúng là bên trong. Thái thượng đại trưởng lão cảm thụ được nơi xa kia ba đạo kinh khủng khí tức nói, trong mắt cũng không đổi sắc, cũng tốt, không phá thì không xây được, chỉ tiếc Khuyết Thiên môn liền hủy ở trên tay của ta, không có việc gì, về sau có cơ hội trùng kiến. Trong tông môn tất cả nghĩ đến hỗ trợ thái thượng trưởng lão cũng bị hắn đuổi đi, nói đùa, một chiều cũng chịu không được ra hỏa dùng mệnh đến tham gia náo nhiệt. Lại nói, ta cũng coi như xứng đáng những cái kia khuyết thiên môn phi thắng các tiền bối, tối thiểu giữ căn cơ. Lúc này xa xa ba đạo thân ảnh đã tới, thái thượng đại trưởng lão đến chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp khống chế tất cả chiến hạn toàn bộ nã pháo, liên phù thiên thuyền trên khổng lồ chủ pháo cũng toàn bộ khởi động. Vẻn vẹn một pháo, trực tiếp mang đi một tên yêu tôn. Ha ha, yêu đám nhóc con, con tưởng rằng nhóm chúng ta là mười mấy vạn năm trước nhân loại. Thái thượng đại trưởng lão nhìn xem hai vị khác yêu tôn phẫn nộ biểu lộ cười to nói. Lúc này, nơi xa lại truyền tới ba đạo kinh khủng khí tức cái này phân thân đáng giá thái thượng trưởng lão tiếp tục mở pháo trốn đã không chạy được chỉ có thể chống đi tới phân thân của hắn nếu như không chống đi tới toàn bộ khuyết thiên môn đệ tử đều phải chết vương vũ luân mang theo từ phàm bọn người gánh chịu lấy phi thuyền nhanh chóng hướng về phương bắc bay đi nguyệt tiên tượng châu tận cùng phía bắc có thể truyền tống tiên thành là tòa kia từ phàm hỏi trong lòng âm thầm thở dài một tiếng không có gì bất ngờ xảy ra khuyết thiên môn sợ là xong là cực thành bắc nơi đó tới gần tượng châu biên giới từ nguyệt tiên nói Vu Luân, vừa qua thứ một tòa có thể truyền tống tiên thành, đi tòa thứ hai, chúng ta truyền tống đến cực thành Bắc, sau đó tại làm tính toán khác. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập 97, Vô tận hải mẫu một chỗ bờ biển, một thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, ngã xuống trên bờ cát. Lão kiếm, người đã sớm biết rõ đúng hay không? Diệt tiêu giao phấn nộ ở trong lòng nói, ta không phải biết rõ, ta là đoán được. Lão kiếm yên lặng nói, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm, kia cỡ đồ yêu tôn tại yêu linh dưới tiếng tâm lừng lẫy, chiến lực vô song hắn vừa đến toàn bộ tượng trâu cũng xong diệp tiêu Giao rất tuyệt vọng nói cảm giác tự mình hại một trâu người ta cũng khuyên quá người người không nghe à lao kiếm bất đắc sĩ nói vậy ngươi ngược lại là nói minh bạch điểm a à? ta nếu là nói hiểu rõ một chút ánh mắt của ngươi hơi lộ ra điểm phá phun ngươi liền chết ngươi làm những cái kia yêu tôn đều là ăn cơm khô lao kiếm nói kia tối thiểu đem kiện có thể truyền tống pháp bảo vứt bỏ à diệp tiêu Giao ôm đầu ề ải nói hắn biết rõ kia chính thời điểm không có lựa chọn lao kiếm cũng không nói gì hắn biết rõ an ủi hắn là vô dụng cái này thời điểm, một cái lão đầu mang theo một vị tuổi trẻ thiếu nữ đi tới bên bãi biển bên trên. Đạo hữu, xem mới có cách kinh kỳ, có hứng thú hay không, gia nhập ta trung châu kiếm vương tông, nhóm chúng ta trưởng môn thế nhưng là đại thừa tôn giả tu sau Lão đầu nhìn thấy Diệp Tiêu Giao, nhãn tình sáng lên, ở hải kiếm tiên thiếu niên cần được cứu chuộc. Một bên khác, từ phàm cả đám vừa tới cực thành bắc ngày thứ hai, liền nghe được khuyết thiên môn cùng cấm địa phòng tuyến bị hủy tin tức. Một trong khách sạn, vương vũ luân một nhà cùng tử phàm sư đồ tế tụ một đường. Người gia tộc bên kia như thế nào dạng? Từ Phạm hỏi, cũng vô sự, hiện nay bọn hắn đang định hướng ngự long châu chuyển di, từ đại ca, các người muốn hay không cùng ta cùng đi. Vương Vũ Luân nói, ngự long châu cùng tượng châu cách xa nhau một cái lục địa, cũng là xung quanh nam bộ khu vực mạnh nhất lục địa. Ta dự định mang theo bọn hắn trực tiếp đi Trung Châu, đi xem một cái tu tiên dưới trung tâm đại lục mạnh nhất lục địa. Từ Phạm nghĩ một lát nói, hiện tại hắn cần phải làm là rời xa cái này một mảnh nơi thị phi, tự mình lưu lại cũng không có cái gì chứng dùng trung châu chỉ là vượt châu truyền tống trận linh thạch liền cần rất nhiều vương vũ luân nói bằng không các ngươi cùng ta cùng đi trung châu đi dựa vào ta cái này đan khí xong tuyệt đại sư thân phận liên đôi có thể ở nơi đó kiếm miếng cơm ăn về phần vượt giới truyền tống linh thạch ta cho các người giúp tử phàm nói đối với vương vũ luân cái này bác hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha lại nói hai người nhi tử cũng trên tay ta không thể ta đi Nhi kẻ dám ăn kia nghe được tử phàm về sau vương vũ luân cùng mộ dung thiến nhi liếc mắt nhìn nhau còn bên cạnh bọn hắn nhỏ nhất nữ nhi nói ra cha mẹ bằng không chúng ta đi chung chỗ nhìn xem mộ dung thiến nhi cho vương vũ luân một cái ngươi làm chủ biểu lộ về sau vương vũ luân liền hướng về phía tử phàm chắp tay nói ra vậy liền phiến phức từ đại ca cho ta một ngày thời gian Tư Phàm một quyền đánh tới Vương Vũ Luân trên bờ vai, mấy chục năm huynh đệ, hiện tại cho ta khách khí. Tư Phàm cười mắng, Nguyệt Tiên, ngươi quy hoạch một cái tuyến đường, hậu thiên chúng ta liền xuất phát. Tư Phàm nói, Tư Phàm có thể nghĩ đến, dựa theo phía sau phát triển kịch bản, tượng châu chung quanh mấy cái châu ngày sau đều sẽ bị liên lụy, còn không bằng một lần đúng chỗ, trực tiếp chạy đến Trung Châu cầu. Về phân cứu vãn thế giới, kia là nhân vật chính sự tình, nói không chừng việc này chính là hắn chọc ra cái sọt nếu như thế giới thật cần hắn đi cứu vãn vậy cần cho hắn năm nghìn năm thời gian đến thời điểm hắn chắc chắn cử thế vô địch ngày thứ ba là hết thầy cũng sau khi chuẩn bị xong một đoàn người cưới vương vũ luân phi thuyền đi tới tượng châu biên giới vượt giới truyền tống trận khu vực phát hiện nơi này đã tụ mãn muốn truyền tống đi qua tu tiên giả có giống như từ phàm cái nhìn tu sĩ không phải số ít sư phụ làm sao bây giờ từ Nguyệt Tiên hỏi, nhiều người như vậy đoán chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào đi, huống hồ tại nơi này chờ đợi ít nhất là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có khác biện pháp à? Nói thực ra, bọn hắn này một đám trúc cơ kim đan tu sĩ hoàn toàn chính xác rất là dễ thấy, bọn này nguyên anh hóa thần tu sĩ, hơi có chút ý đồ xấu bọn hắn toàn bộ đội khả năng liền ghi ghi. Từ đại sư, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, duyên phận a. Một cái tráng kiện bàn tay lớn xét tới từ phàm trên bờ vai, lập tức từ phàm hướng phía dưới vùi lấp một thước sơn thần tiền bối ngươi cái này luyện hư kỳ cự trưởng ta thế nhưng là tiếp nhận không được ở từ phàm lát nữa nhìn xem vị này tại cấm địa phòng tuyến từng có gặp mặt một lần sơn thần các ngươi đây là muốn đi cái kia châu nói không chừng nhóm chúng ta tiện đường sơn thần vừa cười vừa nói các bạn một vị có tiềm lực luyện khí sư bán mấy phần chút tình mọn tuyệt đối là chính xác lựa chọn sơn thần tiền bồi đến đó nhóm chúng ta muốn đi trung châu từ Phạm nói thẳng hắn có thể xác định vị này luyện hư kỳ thể tu đại năng tuyệt đối cố ý kết giao tự mình nếu như có thể tiện đường vậy liền không thể tốt hơn Trung Châu, Sơn Thần nhãn thần sáng lên, ta cũng muốn đi Trung Châu nhìn xem, không ngại, trên đường liền dựng cái băng. Đương nhiên không ngại, có tiền bối tại, chẳng phải là càng thêm an toàn. Từ phàm vừa cười vừa nói, nghĩ thầm đi Trung Châu vấn đề lớn nhất giải quyết. Vậy được, các ngươi đi theo ta. Sơn Thần nói mang theo từ phàm bọn người ở tại một đám xếp hàng chờ đợi Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ hâm mộ trong ánh mắt, hướng về vượt giới truyền tống trung tâm nội bộ đi đến. Ta trước kia thường xuyên đi những châu khác chấp hành nhiệm vụ, cho nên nhận biết nơi này mấy vị tiền bối miễn phí là miễn phí không được nữa, nhưng là có thể đánh cái chiết khấu 70%. Sơn thần vừa đeo đường, bên cạnh hướng về phía tử phàm nói. Hành động này nhưng tử phàm sau lưng mấy người, nhìn về phía tử phàm nhãn thần càng thêm sùng bái. Phu quân, sư phụ lợi hại như thế, luyện hư kỳ đại năng tiền bối cũng nguyện ý kết giao sư phụ. Tiểu tịch tại tử cương bên người truyền âm nói, sư phụ vô luận tại luyện đan vẫn là luyện khí phương diện cũng rất lợi hại, trở thành tông sư cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Tựa như vị tiền bối này, hắn khẳng định muốn cầu người sư phụ này giúp hắn luyện chế một cái đạo khí. Lúc này, Sơn Thần mang theo từ phàm đám người đi tới một nội bộ vượt trâu trong truyền tống trận. Đây là chuyên môn chiêu đãi những cái kia hóa thần kỳ trở lên tu sĩ. Cái gì? Hiện tại truyền tống phí tăng tới một người 300 vạn linh thạch. Sơn Thần kinh ngạc nói, trước kia nơi này một người chỉ cần 50 vạn linh thạch mà lại không thể đánh lộn. Bên cạnh giữ gìn truyền tống trận Nguyên Anh tu sĩ bắt đắc sĩ nói, từ đại sư, lộ là không đánh được, còn tăng giá. Sơn Thần hơi ai này nói, từ phàm xuất ra một túi chữ vật, bên trong có 3.000 vạn linh thạch, những năm này quang hoang vực thương hội đơn đặt hàng, cũng không biết rõ nhưng tử phàm kiếm lời bao nhiêu, điểm ấy linh thạch hắn vẫn là lấy ra. Tiền bối, nơi này vừa vặn có 3.000 vạn linh thạch, đem sơn thần tiền bối cũng coi là. Tử phàm nói, hiện tại là đảo mệnh thời gian, không cần so đo nhiều như vậy. Phụ trách giữ gìn phát trận như thường đưa vào hoạt động nguyên anh tu sĩ tiếp nhận túi chữ vật, xem xét một phen về sau, liền khởi động truyền tống trận. Thịnh Linh Châu, phồn hoa nhất chủ tiên thành, đây là vừa giới truyền tống trận có thể truyền tống xa nhất vị trí. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập 98, cả đám theo chủ tiên thành truyền tống trung tâm ra, liền bị trước mắt phồn hoa cảnh tượng hấp dẫn. Tư phan thở dài một hơi, tạm thời an toàn, còn tại tượng châu thời điểm, một loại cảm giác nguy hiểm luôn luôn bao phủ hắn, hiện tại loại cảm giác này không có. Từ đại sư, ta đi gặp cái lão bằng hữu, các ngươi có thể đi mua chút tích cốc đan loại hình đồ vật, chạm tiếp theo chúng ta đi ngụ Long Châu, sau đó quế Long xa xuyên qua mấy châu về sau, liền trực tiếp đến trung tâm, đại lục, hai người chúng ta canh giờ sau gặp, đến trung tâm đại lục về sau, tuy tiện tìm một cái tiên thành, liền có thể chuyển tống đến Trung Châu. Sơn thần hướng về phía từ phàm nói, được rồi tiền bối, duy nhất cần phải mua đồ vật, khả năng chính là một chút thịt loại, hiện trong tay từ phàm nhiều nhất chính là trong bàn tay nông trường, bây giờ đã tăng cường đến 40 mẫu chỉ là trùng linh cây lúa liền có hơn 50 cái, ăn không hết liền bán, lười nhắc bán ngay tại trong nhà cất rượu, sống dù sao có khôi lỗ làm. Trùng linh của có 100 cái, cũng đều là từ nguyệt tiên theo các nơi thu tập được chân quý chủng loại, còn lại còn có hơn 1.000 cái trồng linh dược. Nếu không phải từ phàm hoa món tiền khổng lồ mua một cái không gian thuộc tính pháp bảo, những này trong bàn tay nông trường căn bản không bỏ xuống được. Bây giờ giải tán, tinh thần kéo căng lâu như vậy, hiện tại đi chung quanh dạo chơi đi, mua chút đồ vật, buông lỏng buông lỏng tâm tình. Sau hai canh giờ, ở chỗ này tập hợp, Tư Phạm nói, một người phát một cái túi chữ vật, Vương Vũ Luân một nhà cũng không ngoại lệ, bên trong chứa 100 vạn linh thạch, có tiền chính là tùy hứng, đám người hoan hô từ tán. Tại chủ tiên thành bình thường đều có tôn giả chấn thủ, chỉ cần đừng gây chuyện, liền sẽ rất an toàn. Tư Phạm đi tại náo nhiệt trên đường cái, tuy tiện tìm cái người hỏi một cái lớn nhất thương hội ở nơi nào về sau, liền hướng về kia thương hội phương hướng đi đến. Lộ trình mới đi một nửa, Từ Phàm liền nhìn thấy kia một tòa cao tung trong mấy cự tháp, nơi đó chính là Linh Phong Thương Hội. Từ Phàm vừa muốn bước vào Linh Phong Thương Hội cự tháp, liền bị một vị cách ăn mặc đoan trang trang nhã thiếu nữ mời đi vào. Tiên bối, lần đầu tiên tới nhóm chúng ta Linh Phong Thương Hội đi, muốn mua chút gì? Ta là quả ngài chọn mua dẫn đường Tiểu Hân. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo mà bảo trì tôn trọng, xem xét liền biết rõ nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, đã nghe danh từ lâu, cho nên tới xem một chút. Từ Phạm thuận miệng nói, Vậy ta bồi tiếp tiền bối dạo chơi đi, thuận tiện có thể vì tiền bối giới thiệu một cái nhóm chúng ta thương hộ đặc sắc. Thiếu nữ cười rất để ý, tư phàm quyết định vì cái này tiểu cô nương thêm một điểm công trạng. Vậy được, trước mang ta đi phù văn khu đi xem một chút đi. Được, hơn một canh giờ về sau, thiếu nữ dùng rực rỡ nhất tiểu dung đen từ phàm đưa ra ngoài, nhìn xem sán lạn trình độ. Nếu có nói chuyện, thiếu nữ nhất định sẽ dùng rất tư mật hào thêm từ phàm hào hữu. Quả nhiên là chuyên nghiệp, từ phàm chính nhìn xem nhẫn không gian bên trong kia hỗn tạp đồ vật nói. Tại tư phàm buông lỏng dưới tâm lý, tiểu cô nương đầy đủ phô bày mình thật trình độ cùng một chút thủ đoạn nhỏ, đem nên mua không nên mua tất cả đều mua. Tiêu tiền chính là làm cho người vui vẻ. tư phàm cảm thụ được tự mình nhẹ nhóm tâm tình nói, nếu như cuối cùng không móc nhiều như vậy linh thạch liền tốt. Trở lại chủ tiên thành truyền tống trung tâm, những người còn lại đã tại cửa ra vào chờ, về mặt của mọi người cũng 10 điểm nhẹ nhõm. Không có quá nhiều thời gian dài, sơn thần cũng quay về rồi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tại truyền tống thời điểm, tư Phàm đạt được đáp án, cái này một ngày thời gian, Tượng Châu đã luân hãm một phần tư, hiện tại tất cả lục địa tôn giả ngay tại tiến về Tượng Châu, chuẩn bị liên hợp trấn áp yêu tộc. Cả đám nghe được tin tức này trong lòng cũng là nặng nề, quê hương của mình bị yêu tộc chiếm lĩnh, ai cũng không dễ chịu, không muốn đợi ai, là chúng ta tu luyện có thành tựu, tại giết trở về. tư Phàm nói để an ủi chúng nhân nửa tháng sau trải qua một trận bôn ba tử phạm bọn người rốt cục đi tới ngựa long châu rất biên thủy tiên thành nơi này mỗi nửa năm cũng có một cỗ long xa từ đây xuất phát mục đích là trung tâm đại lục Cậu ly lần sau long xa xuất phát thời gian còn có 3 ngày tất cả mọi người trong khách sạn nghỉ ngơi tu luyện một trong phòng tử phàm ngay tại vững chắc chúc cơ kỳ tu vi mới vừa tấn các chúc cơ kỳ còn chưa tới gấp vững chắc tu vi liền xảy ra chuyện như vậy là thật nhường tử phạm có chút nhất cả trứng cho tới bây giờ Từ phạm khả năng yên tĩnh một hồi chúc cơ kỳ cảm giác chính là không đồng dạng Tự thân linh lực cùng tinh thần linh hồn đâu chỉ tăng cường gấp 10 Một chút thần thông hiện tại ta đều có thể tùy ý dùng đến Cảm giác này thật sự là quá tốt Bằng vào ta hiện tại tu vi Ta có thể chế tạo ra nguyên anh cấp bậc khô lỗi Ổn định về sau nhất định phải đối khô lỗi đại quân tiến hành đại thăng cấp Mặt khác, tại Trung Châu tìm thích hợp địa phương thành lập một cái môn phái Dạng này có một ít kế hoạch liền có thể lớn nhưng áp dụng Gia nhập khác môn phái đến cùng là không tiện Từ phản tính toán nói Tại khuyết thiên môn thời điểm, hắn liền có chút tay chân bị gò bó, có chút ý nghĩ tại trong tông môn căn bản không cho phép. Nghi đến thành lập tông môn sự tình, Từ phạm bắt đầu hưng phấn lên, Nghi đến thành lập tông môn sau sự tình, liền cùng chuẩn bị lập nghiệp thiếu niên. Lúc này, Từ cương cùng từ Nguyệt Tiên đi tới gõ cửa đi tới từ phạm gian phòng. Sư phụ, ngồi lên long xa, chúng ta liền trực tiếp đến trung tâm đại lục. Sau khi đến nơi đó, sư phụ có ý nghĩ gì? Từ cương nói, hắn có một cái cực kỳ tốt một cái ý nghĩ, tìm một chỗ bảo địa, lấy sư phụ làm trung tâm, thành lập một cái môn phái. Từ Nguyệt Tiên cũng hưng phấn nhìn xem Từ Phàm, nàng cảm giác hẳn ca nghĩ ra một cái ý kiến hay, xem bộ dáng của các ngươi, hẳn là có ý tưởng. Từ Phàm vừa cười vừa nói, hiếm thấy đại đồ đệ có chủ trương một hồi, "Sư phụ, chúng ta thành lập một cái môn phái đi." "Sư phụ, ngươi là toàn tài, thành lập thương hội hoặc là gia tộc cũng có chút lãng phí sư phụ một thân bản sự." Từ Cương hai mắt sáng lên nhìn xem Từ Phàm nói, Từ Phàm sững sờ, hiếm thấy không mưu mà hợp, tìm một chỗ chỗ ẩn núp, thành lập một cái tiểu môn phải cũng là một cái lựa chọn tốt môn phải danh tự nghĩ được chưa tư phạm rất có hứng thú hỏi ta chưa nghĩ ra bằng không liền gọi cửa bằng thép đi tượng trưng cho không gì không phá tư phạm kém chút một hơi thở gấp đi lên hắn còn tưởng rằng đồ đệ mình khai khiếu không muốn là bệnh tình sâu hơn môn phải muốn thành lập đặt tên sự tình sau này hãy nói tới trước trung tâm đại lục tư phạm phát tay đem cái này ngu ngơ cùng hắn muội đuổi ra ngoài ba ngày về sau một khung từ một cái độ kiếp kỳ liệt phong giao long lôi kéo vân xa đáp xuống cái này biên thành nhỏ về xe một người 50 vạn, kia như xe lửa từng đoạn từng đoạn toa xe chi ít có thể kéo 500 người, nếu như nội bộ có không gian trồng chất pháp trận tại khác tính toán. Từ phạm nhìn xe muốn nhờ xe vài trăm người, thầm than một tiếng bạo lợi, chuyến này quăng vé vào cửa liền có ba, bốn ước linh thạch, hơn đừng đề cập còn có hàng hóa. Từ phàm nộp 10 người tiền xe về sau, đạt được 10 cái gian phòng lệnh bài. Là từ phàm bước vào đến toa xe bên trong, còn bị toa bên trong diện tích kinh ngạc một cái, đây cũng quả lớn đi, toa xe bên trong lại có 100 cái gian phòng, ở giữa còn có một cái đại sảnh. Không chỉ có như thế, toa xe bên trong còn phân phối nam ở giữa phòng luyện đan cùng nam ở giữa phòng luyện khí, tồi tệ nhất là còn có một cái thương nghiệp đường nhỏ, phôi trí là tương đương hào hoa. Đoạn đường này so tưởng tượng muốn nhẹ nhóm, từ phàm chính nhìn xem gian phòng nói, bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn, tập 99 không có quá nhiều thời gian dài, Vân Sa đủ quân số, khi không chế liệt phong giao long hợp thể kỳ tu sĩ khởi động Vân Sa. Chúng đạo hữu, hiện tại Long Sa đã khởi động, một năm sau liền có thể đến trung tâm đại lục. Long Sa trên cầm đánh nhau, như làm trái phản, trực tiếp ném ra Long Sa. Hợp thể kỳ tu sĩ sau khi nói xong, liệt phong giao long liền lôi kéo Vân Sa hướng về bầu trời bay đi. Toa xe bên trong ngắm cảnh đại sảnh, tư phạm cùng sơn thần cũng ngồi. Tiên bối, ngươi nói châu cùng châu ở giữa vì sao lại có như thế rộng lớn hoang dã chi địa. Từ Phạm hỏi hắn đối với vấn đề này một mức rất hiếu kỳ, cũng tài khuyết thiên môn trong điển tịch không có tìm được quá đáp án rõ ràng. Một là yêu thú, hai là những này địa phương còn không có bị chúng ta tu tiên giả chinh phục, ba là hoang dã chỗ sâu có không biết sợ hãi, Liên giống như vô tận hải, đại thừa tôn giả đi cũng có thể về không được. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc cũng không có đem bọn chúng chinh phục, hiện tại cũng không có chinh phục tất yếu, yêu tộc mới là chúng ta bây giờ đại địch. Sơn Thần ôn hòa nói, có thể một đường bạch chơi lộ phí, cũng là một cái làm cho người chuyện vui thì ra là thế. Từ phàm gật đầu nói. Từ phàm xuất ra một bộ đồ uống trà, là trước mắt bảo tiêu đội trưởng pha một bình trà, cũng rót. cảm tạ tiền bối đoạn đường này hộ tống. Từ phàm nâng chén nói. nhìn xem nâng chén từ phàm, sơn thần sững sờ. như thế hư sao? ta muốn cái gì người không biết rõ. sơn thần nâng chung trà lên nhấp một hớp hiện tại ván bối tu vi thấp, luyện chế đạo khí là thật có chút miễn cưỡng. dạng này ta là tiền bối hứa hẹn, làm ta tấn cấp kim đan về sau sẽ giúp tiền bối tỉ mỉ luyện chế một cái đạo khí. từ phạm cam kết có thể gặp nhau chính là duyên phận cam kết sự tình cũng chỉ là hao chút thời gian thôi nếu thật là hữu duyên ngày sau gặp nhau cầu hắn luyện chế một cái đạo khí hắn cũng sẽ không chối từ từ đại sư khách khí tạo khí chuyện này chúng ta hữu duyên ngày sau hãy nói Sơn thần vừa cười vừa nói, theo thời gian rời đổi, đám người mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái, liền bắt đầu chuyện cái sự tình, từ phàm thì là tại một đoạn này thời gian tu luyện vững chắc tu vi, chúc co sơ kỳ đến đỉnh phong thế nhưng là không có. Binh cảnh tồn tại, trên đường đi vô kinh vô hiểm, thuận lợi đạt tới trung tâm đại lục một tòa xa xôi bên trong tòa tiên thành, từ Phạm bọn người sau khi xuống xe, còn có chút không thích ứng, từ đại sư, ta phải đi, Sơn thần vừa xuống xe liền nói cáo biệt, tiền bối, đừng quên 50 năm sau ước định. Tư Phản nói, 50 năm về sau, chúng ta ước định tại Trung Châu Chủ Tiên Thành gặp mặt. Ta làm sao lại quên, ngày sau còn muốn dựa vào từ đại sư. Sơn thần nói đùa nói, nói xong liền hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bay đi. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Từ cương hỏi, đi trước Trung Châu Chủ Tiên Thành ổn định bước chân, chờ hiểu rõ xong Trung Châu tình huống về sau, lại tìm thích hợp địa phương thành lập môn phái. Từ phản nói, Thành lập môn phái sự tình hẳn nói với Vương Vũ Luân, Vương Vũ Luân phi thường ủng hộ, đồng thời muốn tới tương lai chiến đấu ngay người đứng đầu vị trí. Xem cái này bay đi lòng xa, mọi người mới chân chỉnh ý thức được, tự mình đi tới trung tâm đại lục. tư phản có chút cảm ứng một cái chung quanh nồng độ linh khí. Các người cảm thấy sao? Không lỗ là trung tâm đại lục, liên tiếp biên giới chi điện nồng độ linh khí cùng khuyết thiên ngoại môn không sai biệt lắm. tư phản nói, khuyết thiên ngoại môn là xây dựng ở một cái cỡ lớn linh mạch phía trên, cho nên linh lực mật độ viễn siêu cái khác địa khu. Đúng vậy à, không hổ là cái thế giới này hạch tầm nhất địa phương. Vương Vũ Luân hít mắt nhìn phía xa phù không đảo nói, đám người bước vào tiên thành về sau, liền bị một đội nhiệt tình người cản lại. Đạo hữu, vừa tới trung tâm đại lục đi, có muốn hay không tìm chỗ dựa, gia nhập nhóm chúng ta thiết sơn môn thế nào, nhóm chúng ta trưởng môn thế nhưng là hợp thể kỳ. Một hai mắt bốc kim quang kim đan tu sĩ nói, còn cần quang ảnh thuật hướng từ phàm bọn hắn biểu hiện ra tự mình tông môn. Thiết sơn môn tính toán cái gì, hơn 100 năm mới một cấp môn phái đạo hưu đến ta linh bay tông cấp hai tông môn trưởng môn là độ kiếp đại năng tu sĩ một vị khác trung niên ăn mặc kim đan tu sĩ nói nghe nói như thế từ phàm bọn người ghé mắt độ kiếp kỳ tu sĩ đây không phải là cùng khuyết thiên môn một cái cấp bậc sao ua nhóm chúng ta thiết sơn môn tốt xấu có cánh cửa ăn cơm tay nghề các ngươi ngoại trừ sẽ thu phí bảo hộ còn có thể làm gì hai nghìn năm cấp hai tông môn thiết sơn môn tu sĩ diễu cẩn nói ở chỗ này mời chào đệ tử chỉ có ba gia môn phái ai không biết do ai vậy đây là từ phản ra hiệu một cái lý tinh từ. Lý tinh từ biểu thị thu được một cái trắng tinh như ngọc ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ không gian phẳng phất mặt nước, hướng chu vi tạo nên gợn sóng, sau đó hai vị bộ phận nhân sự chủ nhiệm điền nghe, cái lộn lẫn nhau hưu ái ở cùng một chỗ. Sau đó, từ phản mang theo đám người trực tiếp vào thành. Vương Vũ Luân bên người nữ nhi, nhìn thoáng qua lý tinh tử, cắt tóc lại đen đầu xoay trở về, sắc mặt có chút đồng đỏ. Chính nhìn xem hơn 60 tuổi nữ nhi, Vương Vũ Luân may mắn trước đây không có đem nàng đưa đến từ phàm môn hạ, nhìn một chút cứ như vậy, thật bái như từ phàm môn hạ, đây không phải là nghiệp trường à. Đi tại bên trong tòa tiên thành bộ, từ phàm đột nhiên có dũng khí theo những năm 80 tiến vào hai năm cảm giác, xung quanh cửa hàng đã bắt đầu dùng quang ảnh thuật đánh quảng cáo. Nhất làm cho từ phàm chú ý một sự kiện chính là khi đi ngang qua quán trà khách sạn lúc, phát hiện bên trong người tối thiểu có một gần một nửa cũng đang nhìn dùng thông tin pháp khí hình chiều ra màn hình giả lập theo hình ảnh chiếc sạn đó có thể thấy được có hình ảnh đang động từ phàm đem nhãn quang đầu nhập vào cách đó không xa phù không đảo cái đồ chơi này khó nói là cái cơ trạng giống như nông dân vào thành kiến thức các loại chuyện mới mẻ vật tại một nhà thương lâu bên trong từ phàm giải khai nghi ngờ của mình mấy vị đạo hữu là vừa tới trung tâm đại lục đi trưởng quy ăn mặc chúc cờ tù sĩ một người đưa lên một khối ngọc giản đây là trung tâm đại lục cơ bản nhất một chút tin tức đạo hữu có thể nhìn xem lấy thuận tiện ngày sau xuất hành Trưởng quỹ một mặt hòa khí sinh tài, nhưng từ phàm nghĩ đến bảng phúc con hàng này, chạy chối chết thời điểm cái này tiểu tứ hẳn là tại tông môn bên ngoài, bằng hắn giật mình sức lực, hẳn là có thể ôm lấy mệnh đi. Vậy thì cảm ơn trưởng quỹ, từ phàm tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp thần thức hiểu thấu đáo, một nháy mắt hơn vạn chữ trung tâm đại lục cơ bản tình huống giới thiệu liền xuất hiện tại từ phàm trong đầu từ phàm tiêu hóa xong về sau trực tiếp tốt ra hòa Dựa theo từ phẩm thuyết pháp là hiện tại trung tâm đại lục tại tin tức hóa phương diện này đã tiến vào ba ghi thời đại, có hoàn thiện giao thông mạng lưới, linh lực truyền thâu hệ thống. Mấu chốt nhất là trung tâm đại lục mưu nhất không phải những cái kia đỉnh cấp tông môn, mà là một cái tên là trung tâm đại lục trưởng lão hội tổ chức. Tổ chức khẩu hiệu là khó đọc, từ phàm xem ra chính là tổng xây mỹ hảo xã hội y tứ. Tổ chức này ngư bước chỗ chính là hướng tất cả tông môn, thương hội, gia tộc cùng một chút tự phát tạo thành thế lực thu thuế, nói là dùng để kiến thiết trung tâm đại lục. Xa như vậy chỗ phù không đảo từ phàm đoàn đúng, cái đồ chơi này chính là cái cơ trạng cộng thêm khu phục vụ hợp thể. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận dị hưởng, một hàng mọc ra ngàn mét bảo khí xe bay từ trên trời không trung gào thét mà qua, hướng về xa xa phù không đảo bay đi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống siêu bá, ta thành lập tông môn. Tập 100 từ phàm nhìn xem gò thét mà qua xe bay, cảm giác đây mới là một cái tu tiên dưới một mực tại phát triển bộ dáng. Một cái thế giới, không có khả năng mười mấy vạn năm một điểm tiến bộ cũng không có. Lúc này, từ phản đám người đã toàn bộ xem hết trong ngọc giản nội dung, vừa nghĩ tới về sau muốn tại loại này địa phương thành lập môn phái, trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn. Trưởng quỹ, tới trước mời cái bảo khí nhị hình toàn bộ lục thông pháp bảo, cái tên này cũng không sao thế. Được rồi, trưởng quỹ ăn mặc tu sĩ nhãn tình sáng lên, cái này thế nhưng là đơn làm ăn lớn. Một lát sau, một cái tiểu nhị bưng một cái đĩa đi tới trước mặt mọi người, trên mâm đặt vào là tử linh tinh tạo thành hình vuông phiến mỏng. Tư Phạm cầm lấy phân cho đám người một người một cái, sau đó lại tại thương hội bên trong mua sắm một nhóm phù văn. Ra thời điểm, thương hội trưởng quỹ trên mặt đã cười thành một đóa hoa. Có nào chất lượng tốt khách hàng, có nào đáng yêu người, trưởng quỹ phất tay cùng mọi người chia tay trong lòng nói. Tiên thành một gian hào hoa trong khách sạn, Tư Phạm mười người đang thương lượng phía sau nên như thế nào hành động. Một tấm toàn bộ trung tâm đại lục giả lập địa đồ trực tiếp bị Tư Phạm dùng quang ảnh thuật đặt ở không trung. Đây là tại thương hội bên trong mua giản dị địa đồ chúng ta nếu như muốn thành lập môn phái lời nói trước hết tại kia cái gì trưởng lão hội ghi tên mới có thể từ nguyệt tiên nói không có biện pháp trưởng lão hội ở trung tâm đại lục có tuyệt đối thống trị địa vị lý niệm của bọn hắn ta cảm giác rất tốt vương vũ luân nói tại trong ngọc giản hắn hiểu do đến toàn bộ trung tâm đại lục tất cả cỡ lớn công chúng công trình đều là trưởng lão hội thành lập nghe nói môn phái còn có cái gì bình xét cấp bậc hệ thống cấp cao nhất là cấp 9 môn phái nhỏ nhất môn phái là một cấp nghe nói môn phái đẳng cấp càng cao có quyền lực lại càng lớn từ cương nói môn phải sự tình dễ nói hiện tại chúng ta tuyển một cái địa chỉ tư phàn nói sau đó lần nữa vung tay lên toàn bộ trên bản đồ nhiều hơn lít nhà lít nhít điểm đỏ mỗi cái điểm đỏ cũng tượng trưng cho một cái môn phái điểm đỏ vượt đại môn phái đẳng cấp càng cao hiện tại mục tiêu của chúng ta là tìm mấy chỗ thích hợp thành lập môn phái địa phương sau đó tại đi chia ra khảo sát chọn địa phương tốt nhất là loại kia môn phái ít tài nguyên nhiều còn dễ dàng chiêu thu đệ tử từ Phàn sở lên cầm nói, liên cùng tìm việc làm, cũng ưa thích nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần sống, nhưng có khi sau thường thường chỉ có thể lựa chọn đồng dạng. Đúng rồi, còn có một điểm tốt nhất là giao thông thuận tiện, có loại này xuyên qua toàn bộ trung tâm đại lục xe bay mạng lưới. Nghe được từ phàm về sau, đám người mắt trợn trắng, chuyện tốt đều để ngươi chiếm đi. Cái này thời điểm, từ cương đột nhiên chỉ hướng địa đồ một cái điểm nói ra. Sư phụ ngươi xem nơi này thế nào, vô tận hải, thiên nguyên xâm lâm, cách đó không xa còn có một tòa tiên thành mấu chốt nhất sự tình kia một mảnh còn không có môn phái tất cả mọi người nhìn về phía tự cương chỉ địa phương sau đó tất cả mọi người lại lắc đầu phu quân bên kia tốt như vậy địa lý vị trí không có môn phái xây ở nơi nào khẳng định là có nguyên nhân ngồi tại tự cương bên cạnh tiểu tịch nhẹ nhàng nói đã bên kia có vấn đề nhóm chúng ta giải quyết vấn đề là được rồi có sư phụ tại nhóm chúng ta vấn đề gì không giải quyết được tự cương kiêu ngạo nói trong mắt hắn tự mình sư phụ ngoại trừ sẽ không xảy ra đứa bé bên ngoài cái gì khác đều biết cái này ngu mơ từ phàm im lặng tốt điểm này ta tự mình đi khảo sát còn lại các ngươi lại tuyển mấy cái điểm đến thời điểm nhóm chúng ta chia ra hành động sau đó đám người lại tuyển năm cái thích hợp thành lập môn phái nơi quyết định ngày mai khởi hành liền đi khảo sát ngày thứ hai từ phàm đổi một bộ gương mặt theo lâm hải tiên thành trong truyền tống trận đi ra vừa ra truyền tống trận từ phàm nên cảm nhận được cái này tiên thành có dung khí hoang vu cảm giác tiên thành rất là to lớn nhưng là hiện tại lộ vẻ có chút tiêu điều theo từ phàm phán đoán tòa thành thị này trước kia hẳn là phi thường phồn vinh chỉ là hiện tại đi hướng về phía mặt lộ từ Phạm đi tại trên đường cái, nhìn xem bên cạnh không có mở mấy nhà cửa hàng, tuy tiện tìm một nhà khách sạn đi vào. Nguyên bản lời biến cửa hàng tiểu nhị thầy có người đến, hồi phục tinh thần nói. Hoàn nghênh khách quan, nhìn xem có linh cửa hàng tiểu nhị từ phàm gật đầu, cửa hàng tiểu nhị thế nhưng là tìm hiểu tin tức không có chỗ thứ hai. Hơn mày nói các người nơi này đặc sắc đồ ăn, một bình linh trà. Từ phàm thản nhiên nói, vâng thưa, khách quan ngài chờ một lát. Tiểu nhị nhanh chóng trở về báo đồ ăn, có thể là trong tiệm khách nhân ít, không bao lâu công phu tiểu nhị liền bưng lên ba món ăn một món canh khách quan biển sâu linh hà phỉ thúy thủy tinh lung lạt phan huyết cáp thiên khuẩn thang tiểu nhị đang muốn trở về liền bị tử phàm ngăn cản trở đi ta hỏi người chút chuyện tử phàm cầm trong tay 10 cái linh thạch ra hiệu ngươi biểu hiện tốt một chút những này linh thạch đều là người. cửa hàng tiểu nhị con mắt tỏa ánh sáng cái này chính thế nhưng là nửa năm tiền công khách quan ngài xin hỏi ta tại cái này đã chờ đợi 20 năm ở chỗ này không ai so với ta tin tức linh thông hơn Tòa này tiên thành phụ cận vì cái gì không có môn phải đóng quân, nơi này vị trí ta xem rất không tệ à. Từ Phạm hỏi, tòa này tiên thành, tại ngàn năm trước kia là Tây Bộ Đệ nhất tiên thành, lúc ấy nơi này đóng quân môn phái không biết bao nhiêu, thậm chí còn có một tòa cấp 9 môn phái ở chỗ này đóng quân. Nhưng theo Trung quanh Linh Quáng tài nguyên bị khai thác xong, vô tận hải biển cạn tài nguyên cũng bị phá hư tính khai thác, gần biển đã không có tái sinh tài nguyên sau nơi này chậm chậm bắt đầu trở nên tiêu điều tại tăng thiên trải qua mấy lần cực lớn quy mô thú triều toàn bộ thành thị một cái lạc bại lúc đầu môn phải cũng đều dọn đi rồi nói đến đây cô hàng tiểu nhị thở dài một tiếng nghĩ trước đây hắn tổ tiên cũng là huy hoàng qua nơi này hiện tại một điểm tài nguyên cũng không có sao từ phàm hỏi cũng không phải không có thiên nguyên xâm lâm bên trong còn có không ít linh quy ngơ ngờ sắc nhưng cũng tại thiên nguyên xâm lâm chỗ sâu hoàn cảnh ác liệt yêu thú tung hoành cho nên khai thác giá trị không lớn cửa hàng tiểu nhị tiếp tục nói Giống thư phàm hỏi như thế, hàng năm đều sẽ có mấy cái, nhưng đều là không công mà lui, nơi này đã mấy trăm năm không có môn phái đồn trú. Mười cái linh thạch trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi xuống cửa hàng tiểu nhị trong tay. Thường ngươi, từ chối tiếp khách quan khen thưởng, thanh âm to, chuyển khắp toàn bộ quán rượu. Lúc này, có ba người bước vào cửa chính quán rượu, một lão già, một thiếu nữ, còn có một vị cóng hộp kiếm thanh niên. Đang dùng cơm từ phàm tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó thật sâu thở dài một tiếng. Hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, thế nhưng là cái này đạp mã chính là nghiệt duyên. Từ phàm liếc mắt liền nhìn ra cái kia đeo kiếm hộp tiểu tử chính là Diệp Tiêu Giao. Mặc dù thay hình đổi dạng, liên hộp kiếm cũng ủy trang, nhưng là mình luyện chế bảo khí hóa thành cho hẳn cũng nhận ra. Từ phàm quyết định sau khi ăn xong liền trở về, tìm một cái cách nơi này xa nhất nơi thành lập môn phái. Lúc này ba người đối thoại thanh âm truyền đến, Từ phàm một người từ từ ăn lấy đồ ăn, nghe đối diện bên kia nói chuyện. Từ phàm giao xong sổ sách về sau, đi ra khách sạn, quay người lại về tới truyền tống trận. Lúc này hắn quyết định, muốn cách một cái gọi kiếm vương tông môn phải xa một chút, có bao xa cách bao xa?